Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Vâng, em chào ạ. Chào bạn. Vâng. Băn khoăn của bạn là gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Vâng, anh ơi cho em hỏi là bây giờ là trước khi em chưa lấy vợ đấy thì em có một đứa một con với lại bạn của người bạn đấy. Bây giờ là cho chương trình này cho em hỏi là giờ nó phải làm như thế nào? Ô, bạn phải kể Bây từ giờ. đầu câu chuyện của mình chứ, bạn thế thì kể thế thì chúng tôi biết làm thế nào mà tư vấn. Và bây giờ trước Cụ thể là là thế chưa nào? lấy Năm nay vợ bạn bao nhiêu tuổi rồi? đấy, em là hôm nay là gần 40 rồi. À, gần 40. Thế là đã xây dựng gia đình chưa? Em xây dựng gia đình rồi, Thế à, có mấy em bé rồi? em có ba. Ba con. Thế bây giờ thì bạn băn khoăn điều gì? Thì là bây giờ là trước khi là chưa lấy vợ thì em có con với người bạn. À, thế Vâng. rồi, tóm lại là trước Giờ khi chưa là lấy vợ có con ngoài giá thú, à có con riêng với cả một cô bạn nào đó đúng không? vâng Và bây giờ Thành nghĩ là đứa là nhiều tuổi chưa? Chắc là đấy lớn. là 10 tuổi đấy. Thế là lớn hơn con đầu của bạn đúng không? Vâng, Rồi, thế bây giờ bạn băn khoăn điều gì? giờ cho Mang em cả hỏi mẹ là lẫn con nó về nhà hay là thế nào? Ý là định thế nào? giờ cho em hỏi là em muốn là chương trình này xem là cái cách xử lý của như thế nào ấy. Rồi, thế bây giờ mẹ con của cô ấy đang ở đâu? Bây giờ mẹ con của cô ấy là đang ở Hà Nội. Ở Hàn Quốc. Hà Nội, Hà Nội. À, Hà Nội. Và trong khai sinh của cháu ấy thì là có tên bố là bạn không đấy? Không ạ, không có À, tên. rồi thế làm sao mà bạn biết là mình có một đứa con rơi như thế? Thì bạn ấy bảo thế. Bảo lâu chưa? Bảo từ lúc cái thời mà em chưa lấy vợ ấy, À, tức thì là lúc đấy từ sau khi mà có con với bạn xong thì cô ta đã thông báo với bạn là bạn có một con riêng rồi đấy. Nhưng mà từ lúc đó đến nay là lờ 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 à? vâng Có bao giờ bố con gặp nhau chưa? gặp rồi À, thế là có đóng tiền nuôi hàng tháng cho con không? em thỉnh thoảng em chu cấp. Thỉnh thoảng chu cấp còn đâu là bùng đúng không? Thì Vâng. đáng lý ra là phải đóng tiền hàng tháng đúng không? Bây giờ thì theo ý bạn thì bạn định giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Quan điểm riêng của bạn đi. Điểm riêng của em là không biết là em nghe tiền học tiền hành với lại dự là đưa về thì em không đưa được về nhà rồi, còn là theo thì hai mẹ con vẫn ở với nhau ấy, bạn ấy ly hôn chồng ấy. À, tức là sau khi có con với bạn là cô ta có lấy chồng đúng không? Lấy chồng trước nữa. À, lấy chồng trước nhưng không có con à? Ừ, em sẽ không vâng biết. À, rồi. Thế là lỗi là do chồng cô ta không có khả năng có con à? Hay Cái là đấy sao? em không biết được. À, tóm lại chỉ có một đứa con duy nhất mà cô ta bảo đấy là con bạn trong khi cô ta đang có chồng rồi. Thế bạn đã bao giờ thử Mà ADN xem đúng đấy là đây là có ý phải là con mình là không? nhà bạn ấy bạn cửa để ăn nhưng mà không phải con của người ta ấy, người ta không nhận. À, tức là trong cái thời gian mà đang có chồng rồi, thế cái cô bạn gái bạn quan hệ là có chửa và cái anh chồng kia là phủ nhận đây là con của tôi đúng không? Và hai Vâng. người đã ly hôn, nhưng mà từ lúc đó đến nay là bạn cũng không khẳng định chắc chắn 100% đấy có phải con mình hay không đúng không? Bởi vì chưa Vâng. thử xét nghiệm đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào Thái Bình nhá. Dạ vâng. Cuộc sống hiện tại của em như thế nào? Vợ có biết quá khứ của em không? Dạ không ạ, không ai biết ạ. Cô có tốt không? Dạ, cũng tốt anh ạ, cũng Thế bình thường. hả? Rồi mới có 10 năm ba đứa con, bé nhất là mấy tuổi rồi? Đâu, ý là cô ấy là một đứa con là em mới lấy ấy, vợ thì được ba đứa con ạ. Ừ, thì đang nói là cái vợ chồng hiện tại, còn từ từ cũng nói đến cái cô kia. Vâng. Vợ chồng em là bây giờ có ba đứa con đúng không? Vâng. Mà vợ thì rất là tử tế đàng hoàng, không nghi ngờ gì chuyện quá khứ của em và cũng không tra hỏi gì, mình cũng chưa chia sẻ với ai trừ chia sẻ lên đài thôi đúng không? Vâng. Ừ. Chưa biết. Thế em có sợ rằng rồi tới đây thì cả làng, cả huyện, cả tỉnh, cả nước biết không? Ừ. Đấy, đấy rất là mạo hiểm nhé em. Giá mà em gọi riêng và gặp bác sĩ Hải hoặc gặp anh Đinh Đoàn hoặc nói chuyện với Thành Văn chứ phát sóng lên là rồi cũng có phiền phức. Thế tất nhiên thôi thì chuyện nó cũng là chuyện quá khứ rồi.
Hiện nay cuộc sống em có vất vả không, nuôi ba đứa con, làm ăn gì? Em bình thường đấy, em làm công nhân đấy. Rồi. Thật ra thì anh nghĩ thế này này. Giá như bây giờ cái cô gọi là cái cô người yêu cũ đi. Cô ấy đang rất là khó khăn, cô ấy bị bệnh hiểm nghèo hoặc là cô ấy giờ không đủ sức nuôi con. Cô ấy gọi điện, cô ấy gây sức ép với em rằng là đấy con anh đấy, anh mỗi tháng anh phải chu cấp cho tôi phần nọ phần kia thì cũng được. Thì rồi mình sẽ tính toán sau. Còn hiện nay cái chuyện ngày xưa ấy, thời trai trẻ chót dại chưa có vợ, đi quan hệ với một cô gái đã có chồng rồi đúng không? Rồi sau đấy là cô ấy ly hôn chồng rồi, cô bảo là mình có con với người ta, xong bây giờ mình cứ chuyển tiền, mình cũng chưa biết làm sao, tất nhiên cũng tin nhau ở đời, tin nhau như là chính nhưng mà thôi tin nó cũng phải có cơ sở đúng không? Cái thứ hai nữa là người các cụ vẫn nói rằng là ốc thì chưa mang nổi mình ốc thì đừng có mang cọc với rêu làm gì. Mình bây giờ đang có một cái hiện tại đó là một người vợ và ba đứa con mà mình chỉ là công nhân thôi, mình cũng mệt đấy chứ đừng nói gì. Cho nên không có lăn tăn chuyện quá khứ. Nếu như cô vợ, cô bạn cũ cũng như đứa con của cô ấy đi, nó cũng không rơi vào hoàn cảnh lâm ly bi đát. Đã bây giờ cô đi lấy một người nước ngoài, cô muốn theo cái người đàn ông đi nước ngoài, cô muốn để đứa trẻ lại, mình mới đắn đo chuyện có đón về không này khác, chứ còn thì tốt nhất chuyện quá khứ hãy để tạm thời nằm yên đã. Đừng 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 bới lên nhá. Thế Chị còn sợ là bây giờ cô ấy đi lấy chồng thì sao? à bao giờ cô đi lấy chồng cô báo em thì nó sẽ tính sau. Lúc ấy thì thế hai nữa là nếu có điều kiện thì mình cứ gặp gỡ con. À, biết đâu nó có cái linh cảm nào đó mình nhìn ôi dồi ôi. À con trai em gái? Con gái. Con trai hả? Biết đâu gặp cái biết ngay, chả cần thử ADN, trông cái mồm cái mặt cái mũi là giống bố như lột thì thôi. Thì lúc ấy biết đâu cái tình cảm cha con nó trỗi dậy, mình lại mong muốn rằng thôi chả gì đấy là cậu cả đấy. Nếu con trai là, nếu là con thật của mình là Cậu 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 cả và cháu đích tôn của ông đấy đúng không? Của ông cả. bà. Thế thì việc của em là cái này nó không không khẩn cấp lắm nhá. Duy trì cuộc sống gia đình, cố gắng đừng để thế nọ thế kia, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như chương trình này phát lên đài, vợ có bảo rằng là có phải anh có thế nọ thế kia thì cũng chuẩn bị bài mà nói nhá. Thật sự ra đấy là lỗi lầm của thời trai trẻ rồi, anh cũng mới biết thôi, rồi anh cũng không muốn là làm cho em đau khổ. Anh cũng chỉ áy náy trong lòng, anh nghĩ rằng là sớm muộn cũng sẽ có lúc anh sẽ chia sẻ cho em biết, vân vân. Đại khái là chứ không rồi lại chạy từ cái lăn tăn này sang một cái băn khoăn khác lớn hơn là chết đấy. À, tập trung duy trì cuộc sống hiện tại, đi làm đi ăn lo cho ba đứa con, có điều kiện thì gặp gỡ cái cậu bé kia, có xem nó có phải con mình, có cái sợi dây liên lạc nào mà tình cha con nó làm cho mình thấy rung cảm rung động không. Hai nữa là liệu cơm gắp mắm hoàn cảnh, mình cũng nói với cái cô trước ấy đi. Anh thật ra bây giờ thì đúng là anh không, rất là xin lỗi vì không lo gì được cho em và con. Thì một anh một nách ba con và một vợ. Thôi thì thông cảm, ABC anh sẽ cố gắng là thỉnh thoảng qua lại thăm mẹ con. Thế, thế và rồi tùy cơ ứng biến sau này nhé. Vì thế này này, vợ hiện tại của mình nếu có biết thì cũng sẽ buồn nhưng mà cũng đỡ, bởi vì đây mình không phải là ngoại tình mà là mình cái hồi còn đang trai trẻ đấy, chưa lấy cô ấy là đã đi lang thang thế này rồi đúng không? Chứ giá mà lấy vợ rồi sau đấy mới đi với một người phụ nữ khác để lại đứa con thì đấy lại là ngoại tình gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà đây là tuổi trẻ nông nổi đấy, mình cũng 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 có được cái đó để mình phòng tránh được những cái cơn mà gọi là giận của vợ hiện tại. Đấy, tóm lại thì không có nguy cấp gì cho nên không cần thiết phải làm nay ngày mai gì cả nhé. Biết đâu mai kia đến lúc mà thằng cu nó có người yêu, nó có muốn có vợ thì mẹ nó lại nói rằng là lúc này rất là muốn là ghi tên bố vào giấy khai sinh cho con để cái hôm cưới vợ để có bố có mẹ đứng lên trên sân khấu, lúc ấy mình có con dâu thì lúc ấy sẽ tính sau. Còn hiện giờ Vậy thích quá. à lúc ấy lại thích quá đúng không? Chả mấy đâu, nếu mà lại giống bố, bây giờ nó 10 tuổi rồi mà giống bố ngày là bố 18 19 đúng không? Là rồi cũng chẳng mấy, rồi lại lên con dâu.
Thế còn lại thì độ đôi 3 tuổi nữa là con nó bước vào cái tuổi bướng bỉnh đấy, 12, 13 tuổi dậy thì bước vào học cấp 2 viết, thì có gì thì nếu không giúp được về mặt vật chất thì cũng nên có sự hỗ trợ tinh thần trong cái việc là định hướng cho con. Ví dụ nó lêu, nó lổng xong rồi nó cãi lại mẹ, xong nó không chịu đi học, nó chỉ muốn bỏ học để nó đi 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 đánh giày bán báo để nó kiếm tiền chẳng hạn, thì mình cũng nên có những cái định hướng cho con cho nó đỡ vất vả nhá. Không chung tay được vật chất nhưng mà có thể là hỗ trợ chia sẻ về mặt tinh thần trong cái việc mà nuôi dạy con cậu bé nhá. Rồi, qua những cái chia sẻ của vừa rồi của anh Đinh Đoàn thì hy vọng là bạn đã xác định được xem là cái việc đối xử với hai mẹ con họ ra làm sao, đúng không? Bởi vì cái nền tảng quan trọng nhất của bạn lúc này vẫn là người vợ và ba đứa con chính thức của mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tiếng học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ vâng ạ, Chào bạn. em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là Dạ gì vâng. vậy? Dạ em xin chào các anh chị trong chương trình. Rồi. Em muốn tư vấn giùm em là về hai câu hỏi ạ. Rồi, bạn nói Dạ, câu thứ nhất của em là em năm nay thì 42 tuổi rồi, nhưng mà lúc lúc em 36 tuổi à, đi. là em đã bị mất kinh ngay, tự nhiên Rồi. kiểu như 7 tháng, 5 tháng rồi 4 tháng không có kinh. Rồi. À, thì em đi khám, có làm xét nghiệm hết rồi thì bác sĩ có nói em là bị vô kinh tứ phát. Rồi. Thì có chỗ em lại nói em là bị tiền mãn kinh sớm á. Rồi. Và cái câu thứ hai là em muốn hỏi là em ly hôn là được 8 năm rồi. Thì em xin chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn tư vấn cho em là có nên đi thêm bước nữa không ạ? Anh Đinh Hoàn này vạch ra cho bạn này thêm 3 bước nữa thì sao? Ít thêm bước nữa hay không để cho mình chứ. Mình không muốn đi anh Toàn nhưng mà bảo kín lấy đi à. Không Rồi, năm nay 42 tuổi, đã ly hôn mà 8 năm, tức là ly hôn từ năm 34 tuổi và 8 năm nay là không có ý định là thêm bước nữa đúng không? Đột ngột một ngày đẹp trời hôm nay lại trời Sài Gòn mấy hôm nay mát đúng không? Thì lại thấy là có nên đi bước nữa hay không nên đã nhấc máy và gọi đến cửa sổ tình yêu đúng không? Đặc biệt là 6 năm trước là bạn đã bị mất kinh rồi. Và trong cả 6 năm nay là không có một kỳ kinh nào diễn ra tiếp theo nữa à? không em có em thì em cũng có đi hỏi thăm mấy các chị ấy, thì các chị ấy chị em đi hút thuốc nam uống ấy. Thì em cũng cũng đi hút thuốc nam em uống, thì em uống thì nó có mà em không uống thì nó không có. À, và bây giờ là cứ khi nào uống thì có, khi nào không uống thì không có đúng không? Đến bây giờ Vâng, vẫn mà nhiều thế. khi uống cả mấy tháng sau mới có. Rồi, và sau cái lần khám cách đây 6 năm là không đi khám lại lần nào nữa à? Không, mà em vẫn đi khám bình thường định kỳ hàng 6 tháng hoặc 1 năm em đi có Rồi, thế đi là bác sĩ tầm soát. có chẩn đoán nào khác ngoài cái chuyện vô kinh tứ phát là từ rất chung chung đúng không? Có chẩn đoán cụ thể hơn không? Lúc thì có chỗ bệnh viện thì nói em là em tiền mãn kinh sớm. Mà kinh của em nó ra nó xấu lắm ạ, nó xấu mà nó đen lắm. Rồi, thế là bạn có con chưa nhỉ? Dạ, cảm ơn anh, mai em cũng được 3 đứa rồi ạ. À, thế là lấy chồng bao nhiêu lâu thì ly hôn đấy? Cuộc hôn Em nhân kéo thì dài lấy bao lâu? chồng, thực ra thì em lấy chồng em cưới 2003, nhưng mà em ly hôn nói chung là xa chồng 11 năm nay rồi ạ. Rồi, thế tức là các con lớn chưa, ba đứa con lớn chưa và ở với ai đấy? Nói chung là 3 đứa con ở với em, nhưng mà mới năm ngoái đó, năm ngoái thì 2 đứa lớn là đi qua ở với ba, còn bây giờ thì em nuôi đứa nhỏ. Rồi, thế ba nó lấy vợ không? Dạ có, ba lấy vợ có con rồi. À, có cả con riêng với vợ mới rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế là đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ đứa lớn như em là 17 tuổi rồi ạ. 17, 18 tuổi rồi đúng không? Thế hai đứa Dạ. lớn, thế là đứa nhỏ ở với mẹ là bao tuổi? Dạ đứa nhỏ là 11 tuổi ạ. À, cũng lớn rồi nhỉ. Rồi, thế là 11 năm nay là không có chồng. Và tức là sau khi mà sinh đứa thứ ba xong là chia tay nhau luôn à?
Dạ vâng ạ, không thì lúc là sinh được được 4 tháng thì ba đi đi xong rồi 4 tháng quay về xong rồi. Lúc đó ly hôn thì gần 1 tuổi ạ, gần 1 tuổi là ba nó đi. Thực ra là chưa đến 1 tuổi hình như tòa không cho phép ly hôn thì phải. Vâng, tòa không cho phép ly hôn nhưng mà em thấy cái tình thế là em không giữ lại được cho nên là em ly hôn ạ. Rồi, bây giờ cái chuyện mà cái vòng kinh của bạn nó bất thường như thế thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn đầu tiên nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải Dạ. ạ. Ừ, chị chào Dạ. em. Dạ vâng, em chào chị. Hiện nay thì em có khỏe không? Dạ em thì em lại bị mất ngủ xong rồi nói chung là em cũng không được khỏe, em bị thoát vị đĩa đệm nữa chị. À, thế à, em làm nghề gì vậy? Lúc trước thì em làm công nhân nhưng bây giờ thì em ở nhà em bán nước uống ạ. Ừ, thế thì cho nên là chắc thế nên hai đứa lớn nó phải đi về với bà nó đúng không? Dạ Còn mình thì không nuôi. thì nói chung là hai vợ chồng nhà em thì cũng nói chung là ông cũng 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 hai vợ chồng đi vào trong này lập nghiệp cho nên là cũng 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 muốn cho con nó có tương lai cho nên là ông cũng hy sinh mà em cũng hy sinh. Thôi thế cũng được. Chị nghĩ Dạ. là cái cuộc hôn nhân của em cho dù nó có thất bại đi nhưng mà nó khá là êm nhỉ. Nó không có những cái gì nó tạo sang chấn mạnh nhất là đối với các con ý. Cho nên Dạ. là cái tình cảm của mẹ cũng như là tình cảm của ba đối với các con nó không bị biến động nhiều. Như Dạ. thế trẻ con nó đỡ tổn thương thì cũng đã là một cái rất là tốt đối với mình rồi. Dạ. Em sau khi em ly hôn chồng khoảng 2 năm thì bắt đầu em mất kinh đúng không? Dạ vâng ạ. Em có nói là 34 tuổi thì em ly hôn mà. Sau đó thì năm Vâng. 36 tuổi thì em bị mất kinh. Vâng. Và như anh Văn anh nói với em ý, tức là vô kinh thứ phát thì nó chỉ là một cái nó gọi là một cái hội chứng tên nó như thế thôi. Còn quan trọng nhất nó là nguyên nhân tại sao nó lại gây ra vô kinh thứ phát. Ví dụ nó có thể là do suy giảm sinh dục. Nó có thể Dạ. là do các cái bệnh lý của buồng trứng là cái nơi mà tiết ra các cái nội tiết tố sinh dục nữ ý. Hoặc là nó có thể là bệnh lý của các cơ quan ở bên ngoài nhưng mà nó lại tác động tới cái việc sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ. Và khi nó bị trục trặc như thế thì nó sẽ làm cho cái việc tạo ra hành kinh hàng tháng của em nó có vấn đề. Chính vì Dạ. thế là em bị vô kinh thứ phát. Thế nhưng cũng còn may một chút là chị thấy cũng còn có hy vọng, tức là em cứ uống thuốc nam thì em lại có kinh đúng không? Dạ. Còn khi mà mình dừng thuốc thì nó sẽ lại bị trục trặc. Thế thì Dạ. bây giờ theo chị thì thế này. Thứ nhất là em 43 tuổi, bình thường những người 43 tuổi thì cũng có thể bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Nhưng mà mình nếu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh từ lúc 36 tuổi thì quả thật là hơi sớm. Và nếu Dạ. như mình bị mãn kinh rất là sớm như thế thì nó sẽ có nhiều tác động xấu tới sức khỏe. Dạ. Nó có thể đấy, ví dụ gây ra những cái bệnh lý về xương khớp mà trên nền một em đã bị thoát vị đĩa đệm, em đã bị những cái bệnh lý khác thì những cái nó sẽ tác động xấu hơn làm cho những cái bệnh nền của em nó sẽ khó hơn. Dạ. Cái thứ hai nữa là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, liên quan tới hô hấp, liên quan tới các cái bệnh liên quan tới chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa chẳng hạn. Thì nếu thực sự là mình bị vô kinh thứ phát, mình không được điều trị gì hoặc là không tìm được nguyên nhân, không được hỗ trợ thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của em nhé. Thế theo Dạ. chị thì thế này, năm nay mình cũng 43 tuổi rồi đúng không? Thì Bốn em hai ạ. 42 hả? Ừ. Dạ. Em vẫn phải quay lại bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Em Dạ. ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất nhiều những cái bệnh viện, ví dụ như là bệnh viện Từ Dũ này, bệnh viện Dạ. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, Dạ. những cái bệnh viện bình dân hoặc 115 chẳng hạn, những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện mà người ta có cái đầu ngành chuyên về sản phụ khoa rất là tốt. Cố gắng Dạ. tìm đến những bệnh viện chuyên về sản phụ khoa, bởi vì để tìm được cái nguyên nhân vì sao mà mình bị vô kinh thứ phát thì nó khá là phức tạp. Dạ. Đôi khi nó không phải chỉ là những bệnh lý của sản phụ khoa mà nó có những cái bệnh lý của cơ quan khác, ví dụ như chị nói những bệnh lý về tuyến yên, những bệnh lý về tuyến giáp thì nó cũng có thể gây ra cái triệu chứng là vô kinh thứ phát như vậy nhá. Dạ. Ừ, thế Dạ. cố gắng đi tìm xem nguyên nhân vì sao mà mình bị vô kinh thứ phát như thế để xem có Dạ. thể hỗ trợ được cho em.
và cho nó chậm cái quá trình mãn kinh của mình lại nhé, thì nó sẽ tốt hơn. Thế và trong song song trong cái quá trình đấy thì mình vẫn phải lưu ý hết sức các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình, cố gắng là không căng thẳng, không stress, rồi là tìm hiểu thêm một số các cái kiến thức về dinh dưỡng, các cái kiến thức về luyện tập phù hợp với cái điều kiện của em, phù hợp với cái sức khỏe của em, để cho làm sao mình có một cái sức khỏe thật là tốt, cái thể trạng rất là tốt, thì những cái bệnh lý khác nó sẽ bị đẩy lùi hơn nhá. Cố gắng đi tìm xem nguyên nhân vì sao như thế. Chứ còn thực ra bây giờ thì mình cũng bốn mấy tuổi rồi thì cũng không phải là quá cấp, bởi vì đáng lẽ mình phải làm cái việc đó từ lúc mình 36 tuổi cơ. Nhá. Thôi, cho dù như thế nào thì mình cũng cố gắng mình đi tìm xem là nguyên nhân vì sao, để mà nếu có trục trặc ở bất cứ cơ quan nào, mình sẽ được điều trị ở cơ quan đấy nhé. Về vấn đề sức khỏe thì bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Cố gắng đi khám để kiểm tra, tìm xem nguyên nhân tại sao nó là như thế, từ đó mới có phương án điều trị thích hợp nhá. Xin chào bạn. Còn vấn đề thứ hai mà bạn đang mong muốn đó là có nên đi bước nữa hay không, đúng không? Thế trong 11 năm qua chia tay chồng, bây giờ mới đột ngột hỏi câu hỏi này à? Hay có lúc nào cảm thấy cô đơn và cũng nghĩ đến điều đó chưa? Không, thực ra thì em cũng ý thức được và em cũng rất sợ. Tại vì lúc đó em nuôi ba đứa nhỏ thì bố dượng với lại con của vợ ấy ạ. Rồi. Nên em cũng rất sợ cái điều này. Thì em cũng không nghĩ gì. Em nói chung là tất cả là nghĩ cho con. Rồi. Nhưng mà bây giờ thì hai con thì đã gửi về cho ba của nó rồi, đúng không? Vâng, thì bây giờ còn nói chung là thực ra thì chuyện cá nhân cũng có người ta thích, người ta thương em, nhưng mà em cũng từ chối rồi, mà sao em thấy người ta giống như người ta thương em á, thì em cũng không biết là mình bây giờ mình bệnh rồi, mình như vậy rồi, mình có nên hay không ạ? Rồi, tóm lại đang có một chàng trai theo đuổi bao nhiêu năm nay rồi? Dạ thì là cũng không phải một đâu, mà cũng mấy người luôn ạ. Mấy nhưng mà người, và cái người mà theo đuổi lâu nhất là bao nhiêu năm, để tính họ kiên trì đến mức nào ấy? À, thực ra thì nếu mà có thì có cái anh kia gặp mà quen ấy thì cũng mấy năm, nhưng mà một thời gian anh đi đâu anh không mất liên lạc với em, xong tự nhiên bây giờ anh gặp lại thì cái anh cũng muốn có tình cảm với em, nhưng mà thực ra em rất sợ cái điều này. Rồi, rất là sợ và đang băn khoăn không nên không biết là nên tiếp tục một cuộc hôn nhân khác nữa hay không, đúng không? Dạ. Chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn sẽ tâm sự thêm với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, xin chào. Dạ vâng ạ, em chào ạ. Dạ, em chào. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc thì không ai ngăn cản mình có thể tiến đến bước nữa. Nếu mình để ý, mình thấy rất là nhiều bác, nhiều chị 60, 65, 70 vẫn có thể tiến tới, nếu như đấy là phù hợp. Trong trường hợp của mình thật ra thì mới có 40 mấy tuổi, con cái thì mình có rồi, đặc biệt là có hiện nay đang có cái trục trặc về cái chuyện đối tượng của mình sẽ phải là thế này. Việc đầu tiên là sẽ không dây dưa gì đến mấy cái anh đang có vợ hoặc là ly thân vợ. Những anh đấy cũng dễ thích mình lắm, nhưng mà thích theo kiểu là thấy mình cô đơn một mình, rủ đi cà phê rồi rủ nọ rủ kia, thì cái đấy mình phải kiên quyết nói không nha, để cho mình đỡ phiền phức. Việc thứ hai là cũng không tiến xa tới với một cái người nào mà người ta lại còn trai tân, hoặc là người ta rất là mong muốn được đến với mình nhưng phải sinh đứa con. Thì thật ra trong trường hợp của mình, dù mình có chữa được cái việc mà kinh của mình nó có ổn định, thì mình cũng 40 mấy rồi, cũng không phải là cái lứa tuổi tốt nhất để mà mình sinh con. Cho nên là đến với người nào đấy là người ta hoặc là cũng đổ gãy hôn nhân, con người ta cũng trưởng thành rồi, người ta hiện nay không có vợ, người ta thật sự thương mình, hai người nương tựa vào nhau như là hỗ trợ nhau, cũng mình cũng không cần phải là người ta bao mình, và người ta cũng không nhìn thấy ở mình phải là phải chu cấp cái gì đó, tức là tương đối độc lập, thì mình sẽ mở lòng mình ra. Chẳng gì mình cũng có một người bạn sau này, bởi vì con nhỏ nhất bây giờ đó là 10 tuổi rồi, con bao nhiêu cũng chẳng còn là con của mình nữa, lớn hay bé, trai hay gái, thì rồi các con cũng có cuộc sống độc lập của nó. Mình không thể cứ đơn côi ngồi một chỗ như thế được, đúng không? Cho nên là mình trong đầu mình xác định tinh thần là không khép chặt lòng mình. Thế còn thì mở ra với ai thì đó là quyền của mình.
cứ để vạn sự tùy duyên đi, nhưng mà mình sẽ khẳng định luôn là không liên quan tới những người, kể cả có cô đơn thì cũng không liên quan tới những người đang có vợ. Và hay là cho em ngắt lời anh một chút, là thực sự nếu mà ai mà có gia đình em không bao giờ em quen đâu ạ. Tốt. Tại vì là em đã hiểu được cái đạo lý làm người. Nhưng mà có hai vấn đề ạ. Có hai người, là hiện tại là có hai người, nhưng mà có một người là kiểu như vợ mất thì ở nuôi con cũng 4-5 năm nay rồi, nhưng mà lúc mà nói chuyện với em thấy nói chuyện là con bé nó hơi mập, thì em nghĩ là em xuống để em giống như là em cũng coi giống như con em, để em nói chuyện để gần gũi hơn á. Nhưng mà lúc em xuống em nhìn thấy là nó cái thái độ nó không có lễ phép đâu ạ. Nó như là nó nhìn nó thường, ví dụ như con nhà em dậy là nó nhìn thấy người lớn là nó chào thôi, nhưng mà con nhà cái anh đó là nó không chào em, nhưng mà em có thể là em mở lòng ra, mình người lớn mình rộng rãi hơn, mình hỏi nó trước, nhưng nó cũng không trả lời. Mà giống như cái kiểu như là nó rất khó gần mà nó thái độ luôn, chứ tự nhiên em thấy em trùng chân luôn á. Thứ nhất em rất là rồi sợ, vâng. Thứ nhất là con gái, thứ hai nó lại được ba nó nuôi dưỡng khác hẳn với mình là người phụ nữ, mình gần gũi với con, mình ý thức được hơn. Còn bố thì mãi làm mãi ăn kiếm tiền nuôi con, và là con gái cho nên bố cũng không biết dạy dỗ thế nào, đặc biệt là chưa có cái việc mà chuẩn bị công tác tư tưởng. Nói thế chứ nếu mà ba nó mà cứ thỉnh thoảng có bạn gái về rồi ba nó cũng rất gần gũi với nó, nói rằng là một mình ba nuôi các con cũng đã rất là mệt mỏi, nhiều lúc ba cũng thấy cô đơn, ba cũng cần có bạn, rồi đây cô này là cô ấy, là giới thiệu là bạn đi, chưa gì cả, đúng không? Mình dẫn bé đi chơi rồi gần gũi gũi, nói chung là một cái quá trình chinh phục. Mình cũng đừng có thấy, chẳng có đứa trẻ nào mà vừa nhìn thấy bạn trai của mẹ hay là bạn gái của bố mà đã vồ vập tươi cười chào đón ngay đâu. Cho nên là đến với ai cũng sẽ có những cái rào cản nhất định. Nếu như thật sự mình thương anh thì rồi hai người cũng sẽ có cái lộ trình dần dần để mà chinh phục con bé thôi, không có được vấn đề ngại. Cơ bản nhất là mình có thấy có cảm xúc với anh hay không. Lâu lâu không gặp có nhớ không, ở cạnh nhau có thấy sao xuyến rung động trong lòng không, bản thân anh ấy mình thấy đánh giá thấy tin cậy không, cái điều ấy là quan trọng. Thế còn con bé hay là về nhà anh ấy hay là không về nhà anh ấy, mình có thể xác định sau này hai đứa thương nhau, ở nhà mình được, ở nhà anh được, hoặc ở cả hai nơi. Thế rồi là thương nhau là điều quan trọng, còn lúc nào là đám cưới, lúc nào kết hôn thì là còn tùy, đúng không? Ví dụ thế. Nhưng mà đừng có cho rằng là thôi ở vậy. Vì mình... À đúng rồi. Để em hỏi anh thêm một cái nữa là ý là bữa hôm anh cũng mới đây là lễ Noel á. Thì anh cũng mời, nói chung là cũng tụi em thì cũng mới đó. Thì thằng em nó chơi với anh thì nó giới thiệu thôi, nó anh ấy mời đi xuống nhà anh hai chơi vậy để là đi thăm cho biết thôi chứ cũng chưa xác định. Thì em xuống thì anh ấy nói là mọi người ai cũng khen em á mà chê anh nữa không à, thì đó là với lại thứ nhất là thứ hai này là kêu có phải cưới làm cưới không anh. Thế tự nhiên em cảm thấy cưới em sợ. À, cho nên ban nãy anh có nói này, bây giờ là hai người, một bên trai thì không vợ, gái không có chồng, nếu thương nhau mà chân thành muốn ghép lại với nhau, người ta có nhiều cách thức để người ta chung sống với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể quyết định là đăng ký kết hôn mà không làm đám cưới, hoặc thậm chí thôi thì cứ sống thử một thời gian, bởi vì thanh niên nó còn sống thử cơ mà, mình cũng lớn rồi. Lâu lâu mới gặp nhau thì thấy rung động thế, xong về dọn về ở với nhau một năm mới thấy trời ơi không được, thì lúc ấy mình thôi ai nhà ai lại trở về nhà đấy thì nó cũng đỡ phiền phức. Chúng ta hiện nay đúng là thực sự hai người ở cái lứa tuổi với trong hoàn cảnh đến với nhau là chỉ vì tình cảm thôi, không còn mong muốn sinh con, vẫn không có phải lo chuyện chung lưng đấu cật mua nhà mua đất mua nọ mua kia gì nữa, thì thật ra cuộc hôn nhân nó cũng đơn giản, nó cũng gọn nhẹ, cơ bản nhất là có thích có quý nhau không thôi nhá. Nếu mà mình thấy có rung động mình đừng có nghĩ quá xa, cứ mở lòng để tìm hiểu. Anh qua lại nhà mình thỉnh thoảng mình xuống anh chơi, đi cà phê cà pháo đi này khác đi, thế rồi dần dần mình mới thấy nó ấm áp trở lại được. Chứ còn thì trái tim của mình
mười mấy năm nay nó cũng nguội nguội mất rồi, bây giờ mà làm được cho nó hồi sinh thì cũng mất vất vả đấy nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi rồi chứ, xin chào bạn nhé. Dạ vâng, chúc em bạn chào luôn luôn chương trình, dạ, gặp nhiều may mắn nhiều và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Vâng, em chào các anh chị trong chương trình ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em có câu hỏi cũng rất quan trọng. Người chồng em là từ đầu năm đến giờ đi cặp bồ một cô công nhân làm ở đây. Rồi. Cô đấy cũng già rồi, chỉ kém chồng em 2 tuổi. Rồi. Và cũng ngang hàng với chúng em là 43, 44 tuổi rồi mà. Rồi. Nhưng mà chồng em không biết là có phải bùa cô đấy không mà cứ mê mệt cô đấy từ đầu năm đến giờ là sang ngủ với cô đấy suốt, gọi là cứ bỏ mặc em ở nhà công khai, gọi là đi cặp bồ công khai ngay xóm bên thôi. À thế à? Em rất khó chịu và cũng chán. Rồi, chán thì bây giờ đã làm gì chưa? Từ đầu năm đến giờ cơ mà? Hay cứ cả năm vừa rồi là cứ chán thế thôi, chán thế đấy à? Không có, em cũng và các con em, bà Hà ba đứa con em nói chung nó đi học về với bà cô đằng nhà, bên chồng nhà em ấy. Cũng sang bảo với cô đấy rồi, có cả chồng em bắt chúng ở đang chồng em đang nằm ở phòng của cô đấy rồi, rồi là cấm không được qua lại với các con em, cấm không được qua lại với bố đau, thì cô đấy lại chuyển sang phòng trọ khác. Phòng trọ mới này thì em không biết, thế nhưng mà gọi là cứ vì chồng em cứ đi mê mệt với cô ta rồi. Cô ấy có xinh không? Không, còn xấu hơn em ấy. Ôi thế à, mình tự nhận mình xinh đúng không? Vì là dân làng không, dân làng người ta cái giờ lớp đầu thì em không biết đâu, mấy cái ông bạn của chồng em ấy. Rồi, thì cô ta có chồng không? Có, chồng con ở quê, như cô ta nói tôi quê tận Tuyên Quang. À, còn mình chắc là cái làng của mình là gần cái khu công nghiệp nào ở tỉnh Bắc Ninh đúng không? Em là khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh đấy. Đấy, thế xong là rất nhiều công nhân từ khắp các nơi là đổ về các làng của mình xây phòng trọ để thuê sinh sống đúng không? Vâng. Thế là chồng mình là người gốc địa phương. Vâng, gốc địa phương em. Đấy, chồng em thế là lượn quanh một vòng các khu công nghiệp và tóm được cô này. Và bây giờ lại cô ta nghiễm nhiên là mở cửa đón chào đúng không? Vâng, cô ta cũng có chồng có con rồi. Thế nhưng mà trọ là ở mình. Bây giờ trọ là ở mình đúng không? Ăn thế là gặp nhau thì chắc là xin số điện thoại của nhau, là bắt đầu từ đấy cứ đi suốt. Rồi, thế người ta cũng phải có cái lợi thế nào người ta thu hút được chồng mình đến chứ. Mà chồng mình có chân có tay là mò đến chứ người ta có gạ gẫm gì đâu, đúng không? Lỗi người mình nhà mình chứ. Cô này thì em với dạo em đến tìm hiểu phòng trọ cũ của cô ta thì bảo quanh hàng xóm thì nó cũng bảo là con này mọi năm cũng cặp với một hai người rồi. À thì người ta đang ở một mình thì là cô đơn, thì người ta cặp hết người này người khác thì chuyện bình thường. Đấy là quan điểm sống của người ta, mình làm sao mình phê phán được đúng không? Còn ai chui vào giỏ của cô ấy lại chuyện khác nhỉ? Thế nhưng không biết là chồng em làm sao mà nó lại về làm sao? Không chắc gì, là em nó cũng mê mệt cô ta từ đầu năm đến giờ. Nhiều khi là lỗi là do chính bản thân mình. Chồng nó chán mình lại đi tìm chỗ khác. Sao nhỉ? Vâng, chắc là chán mình. Mặc dù là mình xinh hơn, đẹp hơn, khéo léo hơn chẳng hạn. Theo không, như hàng xóm nhận xét. Em thật là em đã lún, em đã nhịn bao lần rồi, bao nhiêu lần nói với em là thôi rồi, thế nhưng mà không thôi được. Và cũng hôm qua hôm kia cũng đi ngủ đấy liên tục mấy ngày, thì hiện tại ngày nay là cũng đi mấy ngày không về. Rồi, quan điểm của tôi nếu mà không thôi được thì cho đi luôn, chứ việc gì cứ phải níu kéo làm cái gì. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Em chào anh ạ. Rồi, xin chào. Khó chịu lắm không? Nói chung cũng khó chịu vực lắm, chẳng lẽ lại bảo bỏ đi rồi lu chồng mình đây, nó về nó dừng dưng mình này. Nó coi mình như chết rồi đúng không? Nó lại đi với một cái cô mà lại còn già hơn mình, xấu hơn mình, mà lại cô kia còn đang có chồng chứ bảo là ăn cái gì. Thứ nhất là không có bùa mê thuốc lú nào nhé. Chỉ có là người ta khéo léo hơn. Thứ nhất là người ta cũ người mới ta. Người ta dù có thể già hơn rồi người ta cũng vất vả, thì làm công ty công teo phải ở nhà trọ nhà chiếc, nhưng mà người ta cũng xa chồng xa giếc rồi, vớ được chồng mình thì đôi bên là đều là món lạ. Thế rồi người ta có thể là có kỹ năng,
người ta biết cách làm cho đàn ông mê ly thích thú. Còn ông chồng của mình thì là một người trưởng thành rồi, nhưng mà đấy, bất chấp, thôi ăn vụng ăn trộm thì không nói làm gì, nhưng đây vợ biết rồi, ba đứa con biết rồi, rồi mà vẫn cứ ngang nhiên đi như thế thì phải nói là một người gọi là chìm đắm vào cái đó quá. Anh ấy còn không nghĩ đến chuyện rằng anh còn quay trở về hay sao nữa, đúng không? Tất nhiên là anh là người mà thôi thì cũng không dám nói là không tốt đẹp hay là gì, nhưng mà thứ nhất là về phía mình ấy thì thấy mình hiền quá. Vâng, em cứ hiền quá, sợ vì chồng em ác lắm. Anh em mới nói hỏi nói là nó đe nó đánh, nó bảo là mày có cơm không, tao sọc cho mày cái này, mày tao cho mày tan đời. Nó cứ đe là đâm đe chém em ấy. Vừa mới trưa hôm qua thấy ăn cơm đây, có ba mẹ và hai vợ chồng, nó trưa hôm qua nó phải ăn cơm, thế là hai vợ chồng ăn cơm với đứa con, mà nó còn đổ trộn hết thức ăn vào nhau thành là một bát ấy. Nó chút cái bát mì, bát thịt, bát cá vào nhau, nó quấy lên ấy, nó kiểu như là nó đã đi thế về nó lại còn dở ương dở tóm ăn, lại nó, là nó linh tinh. Hôm mẹ con em đang ăn cơm, nó nằm trong phòng, nó ra nó rót một siêu nước lã, nó đổ vào nồi cơm mới vào bát canh, kiểu nó cứ thái độ trêu ngươi trêu tức em ấy. Thế từ trước giờ thế hay từ ngày cặp bồ ông mới thế? Từ ngày cặp con này là cái thái độ ăn uống nó thế, còn từ trước đến nay thì ông này ông đánh em. Nói chung là em cũng cứ hoàn cảnh nếm nhịn vì con cái thôi, nhưng mà rồi. Chứ còn ông ấy đánh em tàn nhẫn lắm, đánh đủ kiểu rồi. Nhưng mà em cứ làm sao em không bỏ được, em không có bản lĩnh bỏ ai mà. Rồi, thế thì đấy. Em cứ bảo nuôi con đấy. Chúng ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới là đúng rồi. Chả có giá trị gì, nó đánh cho lên bờ xuống ruộng mà cũng chẳng dám bỏ. Đánh cho như két trộn cả cơm với cám vào với ăn mà vẫn là, tức là chị hiện nay mình đang bị bạo lực gia đình, bạo lực cả về mặt thể xác, về tinh thần và thậm chí còn bạo lực tình dục nữa. Trước mặt mình là đi 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 quan hệ với người phụ nữ khác chính là làm cho mình đau khổ về mặt xã hội. Nói chung là bạo lực toàn diện. Toàn diện đấy. Nhưng người trong cuộc thì không thể buông được. Mình có tự chủ tự lập, có kiếm được cái gì ăn không hay là ông ấy nuôi? Em là người toàn tự chủ, thế anh mình em buôn bán sạp hoa quả, em loại về nhà chồng ấy, bố chồng mất sớm mẹ nó đi lấy chồng Trung Quốc, em lo từ đất từ nhà lên. Ông này thì chỉ đi xây rượu chè chơi bời hết thế cả, vẫn là cứ ok tiếc, đúng không? Gái em phải lo, em là buôn bán mà em cũng kiếm ra tiền mà. Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Con em thì một đứa năm 2002 cháu học Đại học Quốc gia Hà Nội rồi. Các con nó có nói gì không? Chẳng hạn có những đứa con nó bảo là con là mẹ thì con bỏ bố lâu rồi. Hoặc là nếu không chịu được thì mẹ bỏ bố đi. Có bao giờ các cháu nào nó chứng kiến mình ăn đòn xong rồi thì nó bảo thế không? Có rồi, con em với đứa con lớn thì nó cũng bị bố nó đánh rồi vỡ cả đầu, quăng đi cho cái chén vào đầu ấy. Rồi. Vỡ cả đầu ra chạm khá khâu rồi, em cũng thế. Bị thế rồi, con em thì thôi được rồi, biết rồi. À, tất cả đều quyết định hay không là ở bàn tay mình. Một là vùng lên để giải thoát cho bản thân, mình buôn bán mình kiếm được tiền, mình có nhà, mình có tiền, mình có con, sao lại cứ phải níu kéo bâu bám đến một cái người mà không có nghĩa, có tình, không có bội bạc. Giá như đợt vừa rồi, từ trước là sống rất là tử tế, chung lưng đấu cật với vợ, xây dựng nhà cửa rồi lo cho con cho cái, chẳng qua đợt vừa rồi nó có vướng vào mối quan hệ ngoài luồng thì bà là có thể còn kiên nhẫn, còn có thể chờ đợi một cơ hội nào đó là quay đầu là bờ. Như ông này thì bao nhiêu năm nay là một người vũ phu, và mình thì là nạn nhân của bạo lực gia đình. Giải thoát hay không là ở mình nhé. Bây giờ thì còn thèm cái gì nữa nào, còn muốn cái gì nữa. Mình có nhà, có cửa, có tiền, có con. Ông ấy đánh mà mình không làm gì được à. Trời, ông khật khà mà ông rượu say á, mình cũng phải có kỹ năng tự bảo vệ bản thân chứ, đúng không? Vâng, em lắm lúc em cũng bảo để định quyết định bỏ, nhưng mà đất nhà này thì chung hai tên vợ chồng rồi, con ba đứa con cũng đang là chúng nó, hai đứa con gái lớn nhưng lại cần lấy chồng bỏ thì em sợ là con cái nó thôi. Thế thì chồng. tiếp tục đấy. Nhưng mà lúc mà ông ấy đánh thì biết mà chạy chứ, ngồi nhớ mà quanh quanh quẩn quẩn mà ông ấy điên lên, ông đập cho nhiều quá thì khổ thân mình ra. Chung sống với lũ thì phải có cái kiến thức hiểu biết nhá. Vâng. Thế nhưng mà nếu mà giải phóng được thì là tốt nhất, đấy là phương án tốt nhất.
các con nó biết cả rồi, sĩ diện cái gì, mình cả đời bị bạo lực cái hàng xóm láng giềng tạm biết rồi, che được ai, giấu được ai đâu. Người quan trọng nhất là những đứa con nó cũng chứng kiến cái nỗi khổ của mình rồi, tiếc cái gì, đúng không? Vâng, thế còn nếu vẫn muốn thì cứ tiếp tục, nhưng mà nhớ là học cách kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Rồi. Các con nó lớn lên nó có cuộc sống riêng, mình ở một cái ông mà đánh suốt ngày thì mình phải biết là, thứ nhất phải biết chạy, thứ hai là biết kêu, thứ ba là phải biết tự băng bó bản thân nhé. Rồi. Vâng, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh. Vâng, em nghe rõ rồi ạ. Rồi chào bạn nhé. Vâng. Chúc bạn hạnh phúc, mặc dù cái hạnh phúc của bạn rất là khó có thể đạt được. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, Nam Định đâu ạ? Em đây ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu. Rồi. Dạ vâng, anh ơi, em muốn hỏi như này ạ. Em thì năm nay là 46 tuổi rồi. Vâng. Chồng em thì năm nay là 48 tuổi. Vâng. Thế thì cách đây tầm độ khoảng 4-5 tháng thì em phát hiện là chồng em ngoại tình. Vâng. Thì với một cái điều này thì người ta cũng đã có hai đời chồng và 4 người con rồi. Vâng. Thì cái đời chồng thứ hai ấy thì người ta đã mất cách đây được khoảng 3-4 năm gì đấy. Thì chồng em thì hàng ngày thì vẫn không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Nhưng vâng. Đi với cô này chắc phải một chút một lát thôi. Thì từ khi đi với cô này thì về thì được hay chửi bới vợ con, uống rượu uống chè. Và coi như là có những cái hành động mà cư xử với vợ rất là thô tục, lỗ mãng. Vâng. Và sau khi đấy lại còn đổ vạ cho nên là vợ đi đi ra để lấp tiếng cái việc mà mình đi quan hệ ngoại tình ở ngoài luồng ấy, thì em cũng rất là đau khổ. Và khi mà em phát hiện ra cái cô này, cô ấy gọi điện cho em, cô kể lại toàn bộ cái việc mà em đi với cô ấy tập quan hệ như thế nào và quan hệ bao nhiêu lần và những cái kiểu cách như thế nào. Thế à? Và cô ấy cũng nói là anh ấy nói xấu em. Và tất cả mọi cái chuyện từ trong gia đình em, từ A đến Z như thế nào là cô nắm được hết ạ. Rồi. Thế và còn anh ấy đi nói xấu cả gia đình để nhà em nữa. Rồi. Và cô ấy cũng nói là thì anh ấy cũng nói là anh có tình cảm với cô ấy. Rồi. Là em cũng rất là sốc. Lần đầu tiên thì từ trước đến nay thì em chỉ nghi ngờ thôi. Khi phát hiện ra thì cháu em cũng có van xin, cũng có này nỉ thì và hứa là sửa chữa. Thì em cũng chấp nhận và em cũng tha thứ và em theo dõi. Thì cháu em với cô ấy không còn liên hệ với nhau nữa. Nhưng mà anh ấy, thời gian gần đây thì anh ấy chỉ được thực tế được tầm độ khoảng 4 tháng thôi, sau đấy anh ấy lại đi uống rượu và anh ấy lại về, anh ấy lại chửi. Chửi em tìm hiểu thì cô này cũng không còn qua lại với chồng em, nhưng mà anh ấy chửi và anh ấy cứ đổ khu khống cho em mà đi tới ra. Tóm lại bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Bây giờ em mong muốn là các cái chuyên gia tâm lý tư vấn cho em là em có nên tiếp tục của hôn nhân này nữa hay không, hay là chấm dứt để lo cho con cái, thì kinh tế gia đình là em lo từ A đến Z, anh không phải lo cái gì ạ. Rồi, thế bạn có biết là mục đích của cái cô gái kia gọi điện cho bạn là để làm gì không? Tại vì là anh và cái cô này là cãi nhau. À. Hai người cãi nhau, anh cũng đem cô ấy đi với trai và anh cô cũng đem anh này. Tâm ra là cô ta gọi điện cho bạn nói xấu anh ấy như thế để cho bạn ngãng ta, đúng không? Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Mình mấy cháu rồi? Dạ, em có hai cháu anh ạ. Ừ, bé nhất là bao nhiêu rồi? Bé nhà em bé nhất là được 9 tuổi ạ. Bé lớn 22 tuổi ạ. Bé lớn 22 à? Ôi, cách nhau xa nhỉ. Rồi, thế tóm lại thì mình năm nay bao nhiêu tuổi? 46 tuổi ạ. À, 46 tuổi. Hai vợ chồng ở riêng, không có ông bà nội ngoại gì đúng không? Dạ, em ở riêng ạ. Ừ. Ông chồng có chịu khó làm ăn không? Ngoài cái chuyện gái mú kia có các cái sự điểm xấu khác không? Có nhậu không? Có chơi lô đề không? Có cá, có độ bóng đá, có ôm tiền đi phá không? Chồng em thì chỉ có rượu bia, ăn uống rượu bia nhẹ nhạt ạ. Ừ. Trước kia thì chồng em cũng có trách nhiệm là đóng góp, ví dụ đi làm thì lương về cũng đưa cho vợ một ít. Ừ. Nhưng mà ngoài lương ra thì cũng rất tích cóp, thì sau đấy là gửi bố mẹ cháu em. Thế cả. Thế còn là em thì đa số là chủ yếu là em lo hết. Sao nó đòi hỏi mình cái chịu khó mà lo thế? Rồi, tại vì bảo chồng em đưa, chồng em cũng không đưa. Ừ. Lương chồng em cũng ít mà, lương chồng em được có 6 triệu một tháng. À, chắc là ông ấy cũng chẳng phải là đến với cái bà kia để về chuyện là tiến tới hôn nhân đâu. Một người phụ nữ đã bỏ chồng hai lần rồi mà. Thế bây giờ thật ra thì bà ấy thèm cái gì chắc mình biết rồi đúng không? Ừ, thế ông chồng nhà mình chắc là cũng rảnh rỗi để đến đây thôi để giúp đỡ. Gọi là vợ thì cứ bận đi làm ăn để nuôi chồng nuôi con thì
thì ông ấy đến lang thang rồi gặp một bà đang đói khát, thế thì là rồi sẽ có cái chuyện kia với nhau, một bên thì đang thiếu thốn tình cảm. Thế và thậm chí bây giờ bà ấy chẳng có biết sợ ai, bởi vì bà ấy chả có chồng để mà lo ghen, cho nên là bà ấy đang muốn chọc ngoáy nhà mình cho nó tan ra, đục nước thì béo cò. Chứ còn ông nhà mình thì chắc cũng không dại đến mức độ là bỏ vợ bỏ con, còn đã 22 tuổi rồi, chờ vợ cũng tự làm được ăn, lại còn nuôi cả chồng mà để đi đến cái bà mà cũng chẳng phải hay ho gì. Giá bảo bây giờ anh ấy lại đắm chìm với một cô sinh viên mới ra trường 21 tuổi đẹp như là hoa hậu hay may ra thì, hoặc là lại vỡ phải bà đại gia, bây giờ bà ấy mua cho ông cái ô tô Mercedes đi thì may ra còn có thể nghĩ rằng đấy là sẽ về phá nhà mình để tiến tới cái kia. Nhưng trong trường hợp này thì phải khẳng định đây là ăn vụng nha. Mà ăn vụng thì vụng cái gì thì biết rồi đúng không? Vậy thì đói cái gì thì ăn vụng cái đó. Thế thì mình thứ nhất là mình không tin những cái chuyện, mà kể cả có tin thì cũng phải hiểu được cái thâm ý của cái cô kia. Cô gọi đến cô khoe là chồng chị tuần làm em ba nhát, xong lại làm thế này thế nọ thế kia, tả để cho mục đích cho mình điên lên. Mình điên mình tức thì mình mới chửi chồng mình, thế rồi mình đòi ly dị. Thế mà ông chồng mình thì tính thì nóng, vợ thì về nhà bị vợ chửi, mà ra đứng đường thì giờ thì rét, thế buộc lòng là phải đến nhà cô kia. Thế là có tự nhiên không? Mình thì đuổi mà cô thì mở cửa để đón ông vào. Đấy là một cái cách mà của bọn nó ly gián ấy. Cho nên là lúc nào lúc phải đoàn kết với chồng. Tức rồi, bực thì bực rồi, nhưng mà em nói thật với anh, em đau không chịu được. Anh cứ đặt tình huống vợ em mà xem, ăn ở với nhau 20 mấy năm trời, tin tưởng như thế, anh chẳng đóng góp gì, một mình em bò ra để kiếm tiền nuôi con. Bây giờ đùng một cái anh thế nọ thế kia, nọ có đau không? Nhưng mà thôi thì thứ nhất là vì gia đình, vì con, vì cái, không muốn cho nó đến cái tuổi này rồi mà còn lanh tanh mảnh bé bét. Nhưng mà anh phải chứng minh cho em rằng là anh còn cần cái nhà này. Bây giờ thế này, hàng ngày đấy, cái đứa con 9 tuổi đúng không? Hay lớp 9? 9 tuổi ạ. 9 tuổi đi học đi anh. Đi anh Lương thì đã làm, đã giật giờ rồi. Hết giờ về thì nhớ đưa đón con. Buổi tối thì hướng dẫn học một tí để em còn bán hàng online. Ví dụ như thế, em còn kinh doanh, em còn có shop, em còn thế nọ thế kia. Thế rồi là đấy, mình cũng thay đổi cuộc sống gia đình một chút, con nó cũng lớn rồi, mình làm ăn thì nghe có vẻ mình đảm đang, bởi vì không cần chồng đưa tiền mà vẫn nuôi được cả nhà mà ngon lành tự lập như thế. Thì nhưng mà nhớ rằng là nuôi đàn ông nó khác lắm, nó không thể nuôi như một cái con gì nữa, cứ cho nó ăn no thì nó quanh quẩn ở nhà. Chứ cái chồng mà nó no rồi xong mà lại không vui nữa là nó hay mò đi. Cho nên thôi vợ chồng có lúc kéo việc cho ông ấy làm đi, sai ông đi ship hàng nhà mình đi, ví dụ nhé. Em xin lỗi, em ăn kinh doanh gì, em làm gì? Em kinh doanh ngoài ạ, em có cửa hàng. Ôi trời ơi, thế mà không bố trí được công việc cho lão làm, lương tháng 6 triệu bạc. Không làm gì luôn ạ. Không cho làm thì có trừng phạt. Hãy nhớ là người ta vào một cái tổ nhóm gì, tổ việc tổ hưu còn có cũng phải đóng góp quỹ các cụ để lâu lâu còn hội họp ăn uống thăm viếng, huống chi như một gia đình. Tại mình cứ không đưa thì rồi về vẫn cứ chèo canh ngọt, ông thấy chả có ông, cái nhà này vẫn cứ ngon lành. Thế bây giờ thì mình phải giao cho ông ấy một số những cái công việc cũng như là trách nhiệm. Ví dụ như là dỗ ông bà nội đấy, anh tiền không đưa cho em thì anh sang anh góp dỗ đi, Tết đến nơi để anh xem là biếu bên nội thế nọ bên kia thế kia đi. Anh ơi, em cũng làm rồi, năm nào cũng thế, em cũng nói hết. Mà em nói rất là nhiều lần rồi, khi mà không có chảy ra. Thôi thì không kiếm được tiền nên phải ngoan. Không chửi với âm mỹ lên ạ. Tóm lại bây giờ này, không nghe người ta chọc phá. Mình thì đến cái tuổi này rồi có lẽ cũng không cần phá nhà phá cửa. Cho nên là một là cô kia cô gọi điện cô bảo thế này này, tôi ở nhà tôi cũng chán rồi, thôi thì nếu nó thỉnh thoảng cô có thèm thì ông nó sang thì cô cũng tranh thủ mà kiếm một tí nhá. Tôi cũng thấy đủ rồi. Mà cô không cần kể gì với tôi nữa. Em không cần biết là họ cãi nhau hay họ gì cả, nhưng mà nhà mình giữ mà không phải để cho nó chọc, để cho mình nhà mình tan nhá. Thế với hai nữa là mình cũng phải thiết quân luật một tí, lúc này mình chả còn sợ gì nữa, mình có tiền mình làm mình chủ động được kinh tế gia đình chứ, mà ông ấy chửi ông lè nhè thì đẩy ông ra cửa đã chốt lại. Rồi, hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn của gia đình mình nhé. Xin cảm ơn chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Dạ, đây ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng. Hai vợ chồng mình mới cưới nhau thì bọn mình là đều kết hôn lần thứ hai rồi. Thế nhưng mà người vợ thì vợ của mình thì tức là cái chuyện chăn gối thì ở cái tầm tuổi 45 rồi, thế nhưng mà mình thấy là rất là khỏe, tức là mình theo mình thì là giờ khỏe quá, tức là ngày nào quan hệ cũng được và có thể quan hệ đến 2-3 lần cũng được. Mình thì ở cái tầm tuổi này rồi thì
thì mình cảm thấy là nếu không đáp ứng được thì lại có những cái nó không vừa lòng vợ mà đáp ứng thì là mệt. Mình muốn hỏi là bây giờ người vợ mình như vậy thì nó có những cái liệu trình gì để cho nó giảm bớt cái ham muốn về cái tình dục đi không? Rồi, thế là bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là 46. À, vợ 45, chồng 46 mà vợ lại đang khỏe hơn chồng. Thế là ngày nào cũng đòi hỏi à? Ngày nào cũng đòi hỏi và ngày nào cũng được. Thế à? Rồi. Không biết là có cái biểu hiện gì liên quan đến bệnh lý hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ vâng, em chào chị. Mình 46 tuổi mà nghe giọng mình rất là trẻ. Không hiểu là thể trạng tốt không? Sức khỏe của mình tốt không? Tốt ạ. Sức khỏe em tốt bình thường. Nói chung là sức khỏe em là cơ bản là tốt. Về cái chuyện giường chiếu thì có thể là... Cũng vẫn ok đúng không? Có thể được. Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy là sợ là rồi mình có thể sẽ không đáp ứng được với vợ. Vâng, nếu rồi, như mà rồi. Nhu cầu nó như thế này đúng không? Vâng. Vợ năm nay 45 tuổi, kinh nguyệt vợ còn tốt không em? Dạ vẫn bình thường chị ạ. Bình thường hả? Vâng, vợ cũng đã từng có con rồi à? Dạ có con rồi ạ. Các em cũng không có ý định có con chung nữa đâu đúng không? Bọn em thì đang là cân nhắc về vấn đề này, về này đã cân nhắc là vì bọn em tuổi nó cũng lớn tuổi rồi ấy. Đúng rồi. Nên là cân nhắc để xem là có nên sinh tiếp hay không. Thực ra với một người phụ nữ 45 tuổi, kể cả thậm chí cô ấy có vẻ rất là khỏe, hay mình hiểu như là biểu hiện như là kiểu nội tiết tố sinh dục của cô ấy có vẻ rất là tràn trề đúng không? Tuy nhiên thì ở cái người phụ nữ 45 tuổi thì cái chất lượng trứng nó cũng không thể như là lúc trẻ được ý. Vì vậy việc có thai tự nhiên ở cái thời điểm này thì nó cũng không thuận lợi như là ở cái lúc mà mình 20 hoặc 30. Thế và một cái mình cân nhắc rất là đúng đấy là gì, tuổi của vợ như thế này kể cả có thai tự nhiên đi chăng nữa thì cái nguy cơ mà nó không an toàn cho mẹ kể cả cho con nó cũng rất là cao ấy. Thế và có thai thì nó cũng rất gặp, hay gặp những cái diễn biến nó không thuận lợi hoặc là những cái nó không tốt cho em bé mà cần phải có sự theo dõi rất là chặt chẽ của cái bên y tế. Thực ra thì rất tiếc phải nói với mình rằng là vợ như thế này là do trời cho rồi. Chứ nó cũng không nó cũng không phải là bệnh lý hay là gì. Bây giờ người ta còn phải dùng thuốc để mà cải thiện hơn, tức là những cái người yếu hoặc là những cái người không ham muốn hay là những cái người quan hệ tình dục không chất lượng, người ta còn phải dùng thuốc để mà cải thiện cái sự đấy, chứ còn bây giờ gần như cái thuốc mà để cho nó giảm đi hoặc là thuốc mà kìm hãm lại thì nó sẽ không có. Mà chủ yếu là cái này là hai vợ chồng mình sẽ tự điều tiết thôi, nhưng mà cũng rất may là 45 tuổi thì cái khoảng thời gian mà hừng hực như thế này nó sẽ cũng không kéo dài lắm nữa đâu. Thế mình chỉ hơn vợ có 1 tuổi thôi thì cái đời sống tình dục của mình kéo dài hơn vợ rất là nhiều. Chứ vợ vài năm nữa thì vợ sẽ tiền mãn kinh rồi đến mãn kinh, và lúc đó thì cái nội tiết của vợ nó sẽ giảm đi rất là nhiều và nó mọi thứ nó sẽ trở về phù hợp với mình. Nhưng đúng như mình suy nghĩ, tức là cái đấy nó là chuyện của tương lai đúng không? Còn nếu như hiện tại bây giờ mà cứ như thế thì mình sợ là mình cũng bị ảnh hưởng tới cái đời sống của mình, bởi vì mình cũng kết hôn lần 2 rồi. Mình cũng không muốn là vì cái chuyện đấy mà rồi nó lại tan vỡ hay là nó lại gây ra sóng gió trong gia đình thì mình cũng không vui ở trong các cuộc sống những lúc bình thường ngày lại giận dữ rồi lại lỏng kia. Hai vợ chồng cũng cứ chia sẻ với nhau rồi hoặc là mình sẽ tìm cách mình giải tỏa cho cô ấy bằng nhiều các cái hình thức khác. Bởi vì em nói rất là đúng, nếu quan hệ tình dục quá độ hoặc đặc biệt là gượng ép không chỉ vì lo cái này lắng cái kia thì chị nghĩ là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không như mong muốn, và điều đó nếu kéo dài nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của em nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chào bạn nhá. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây. Vợ chồng em với nhau đã được khoảng 21 năm. Rồi. Và đã được hai bé gái đã lớn. Nhưng hiện tại là chồng em đang đi học tình và đã đi được mấy năm nay. Rồi. Em đã dù đã rất nhiều lần muốn bỏ qua và cũng đã có vài lần thực chặt là đã ly thân. Rồi. Vì nghĩ đến con cái nhưng mà chồng em thì lại không biết dừng lại mà vẫn cứ cố tình đi đến người ta đấy. Rồi. Nên là em thực sự là em không biết là mình đối diện với cuộc sống này như thế nào mà em hiện tại là đang ly thân. Em không biết là nên em có lên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Alo. Dạ, xin chào. Mình năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Dạ, em 40 rồi. À, 40. Ông chồng 4 mấy? Dạ, chồng 42. Chồng 42. Cái đối tượng mà anh ấy cặp bồ từ trước giờ vẫn có một hay là theo kiểu lăng nhăng nay cô này mai cô khác? Ừ, trước thì cặp bồ toàn người, còn cái đợt này thì cái cô này nhất quát không nhả ra và cô ta thì cũng bằng tuổi chồng. Và cái thứ hai là vợ chồng cô ta thì cũng đang trong tình trạng là như thân vì chồng cô ta là cũng như cặp bồ với và ở với mình khác. Ừ. Còn cô ta thì hiện tại là một mình nuôi ba người con và ở bên nhà cũ của nhà chồng. Ừ. Rồi, thế xong rồi anh ấy nói gì về cái vụ này, ông chồng nhà mình ấy, nói rằng đây chỉ là cô kia cô thiếu thốn tình cảm cho cô một tí hay là anh rất yêu cô ấy hay là làm sao? Rất nhiều lần bắt được tâm mình như vẫn nói là đấy chỉ là vào tâm sự và giao lưu và không bao giờ nhận mình dùng sai như thế nào. Giờ này, thế xong, tâm sự xong mình cũng đồng ý à, cũng cho qua à? Thực sự là đúng là không phải là trôi qua mà đã họp gia đình, đã ngồi nói chuyện, đã muốn gọi là giải bày để muốn bây giờ anh chấm dứt để quay về với gia đình để cho con cái nó có được một gia đình có cả bố mẹ hạnh phúc. Nên là anh ta là một người có nghĩa là tìm mọi đường quanh co thì cũng không chấp nhận dòng chia tay hay là bất cứ một cái gì, có nghĩa là bình vực, có nghĩa là cái mối quan hệ này không sai. Mối quan hệ không sai đúng không? Vâng. Ừ, tức là kể cả ngủ thì cũng bình thường, người ta cũng ngủ đầy cả. Vâng. Đúng rồi, có nghĩa là anh ta biết quan niệm mình là đàn ông sẽ đi cặp bồ chuyện bình thường. Miễn sao mà cứ về nhà vợ con quan tâm lo lắng cho vợ con là được. Thế có lo lắng không? Quan tâm được cái gì? Theo anh ta cứ quan tâm là đi làm về nhà với vợ với con. Ví dụ có thêm một cái tiền rồi cho vợ con chăm lo gia đình như thế đã là được. Đưa tiền thật không? Đưa tiền thì ít mà dư lợi thì nhiều. Tiền thì nè, đưa tháng được 5 triệu xong rồi thỉnh thoảng lại có người đến đòi. Bây giờ thì ly thân tức là làm sao? Ông ấy vẫn ở nhà, chỉ có điều là không ăn không ngủ với nhau hay là dạ. Mình cũng hầu cơm ông rồi chỉ có điều là không ngủ. Hiện tại là em bây giờ là em đang về bên ngoại, còn ông chồng thì ở nhà. Ôi trời ơi, cái nhà ấy là nhà của vợ chồng làm nên ấy, hay là nhà bố mẹ chồng? Nhà vợ chồng làm nên. Tội gì mình phải bỏ nhà mình em ơi. Cái người muốn đi thì cho ông ấy đi, chứ mình ở đấy, mình còn con, còn cái, còn nhà, còn cửa của mình, tội gì mình về nhà ngoại, bố mẹ mình chắc cũng già, tôi cũng lớn tuổi rồi, khổ thân các cụ ra. Con gái đã đi lấy chồng rồi mà lại không phải là giá như mà kiểu như là đang đi ở nhà thuê hay là nhà của bố mẹ chồng rồi không muốn ngứa mắt, không muốn gì. Mình nhà của mình, vợ chồng mình làm nên, tới trong đó có một phần của mình, tội gì mình rút đi để cho ông ấy. Có khi ông lại đưa người khác về cho nó, ông ấy ngủ cho nó đàng hoàng, nó phải phí không? Về nhà ngay, đầu việc là đâu có đó, ở hay không, ở ly hôn hay ly thân, nhưng mà nhà mình ở đã, xảy nhà ra thất nghiệp, tội gì, đúng không? Dạ. Rồi, thế rồi các con nó lớn chưa? Mình bỏ đi thế thì nó... 40 mới có 40, các cháu sao mà lớn được? Thế mình đi sang ngoại, dạ, chúng nó có đứa nào theo mình không? Em lấy chồng nó sớm, 19 em đã lấy chồng rồi. Rồi. Một cháu là năm nay là 16 và một cháu là 20. Cháu 16, cháu 20. Thế cái đứa 16 với 20 nó có theo mình đi sang ngoại hay nó ở nhà với bố nó? Một cháu thì là học trên Hà Nội, còn một cháu thì hiện tại ở nhà. Thế xong rồi, ở nhà với bố mình đi. Thứ nhất mình dạy. Việc đầu tiên là để ông hư ông thích đến đứa nào thì ông cút khỏi nhà, ông đi khỏi nhà, còn đây là nhà là của mình ở nhà mình giữ cho con, không phải đi đâu cả. Thích ly thân thì đấy thôi, ông đã chả thương yêu gì tôi thì từ nay đi cơm thằng nào thằng ăn, tôi cũng chả cần nữa ở cái tuổi này rồi, ABC gì đó thì cứ tự xem con có ai người ta nuôi không, có ai người ta rước ông hay không. Đấy. Thế còn mình thì mình chăm lo cho con, lấy cái chuyện con cái làm niềm vui. Con nó 16 tuổi với lại nó 20 trên Hà Nội, nó học đại học, nó có thể chia sẻ được với mẹ rồi. Mẹ khổ quá, bây giờ các con nghĩ thế nào đấy, bố con như thế và ấy thế nọ.
mình hãy lấy con làm bạn, hai nữa là ở nhà mình cho an toàn, thứ ba là mình giữ cái tiền lấy bạc của mình, cơm nước mình, thế còn mình chăm sóc một người xứng đáng, còn không xứng đáng thì mình kệ, thế còn thì chẳng ngủ thì thôi, đúng không? Thế tội gì mình bỏ đi đâu cả, việc đầu tiên là quay trở lại nhà mình nhá. Ông không đuổi mình tự đi, bây giờ mình tự về, nhà tao tao về, tao chả biết gì tao phải đi đâu, đúng không? Đấy, đấy là một cái. Thứ hai nữa là ông ấy cãi thật ra thì cũng còn là cái tốt đấy, chứ ông mà lại cứ thú nhận là ừ đấy tao cặp bồ đấy, mày làm gì được tao thì làm, có những người đàn ông như thế đấy thì nghĩa là ông ấy chả cần gì nữa rồi, nghĩa là làm tôi cô thích viết đơn thì viết đơn tôi ký ngay, nhưng mà đây cứ quanh co đến tóm cổ trong nhà nghỉ vẫn bảo chỉ là tình bạn giao lưu, nghĩa là cũng không muốn chọc giận vợ, cũng muốn là không muốn phá cái nhà này, đúng không? Tức là chỉ tham thôi, vợ với nhà với con vẫn còn nhưng mà vẫn muốn có cái cô kia một tí đấy. Ông ấy làm ăn gì không? Dạ có, đi nhận công chủ. Thế hả? Thế xong có kiếm được tiền, dạ, có mang về đóng góp chia sẻ với lại vợ nuôi con không? Cũng có một phần. Ừ, có một phần. Bây giờ thì thật ra thì bản thân mình nghĩ thế nào, chứ không thể ở nhà ngoại mãi được, mà ly thân thì nó chỉ là cái giải pháp tạm thời để đôi bên lùi ra xa, để nhìn nhận lại mối quan hệ xem là có đáng là vứt đi hẳn hay là lại nối lại, chứ còn không phải ly thân là một biện pháp đâu. Đôi khi người ta cãi nhau rất là to, nhưng người ta đang cân nhắc giữa việc là nghiến răng chịu đựng hay là ly hôn. Vậy thì người ta tạm thời ly thân, lùi ra một xa một chút, mỗi thằng ở một nơi, để ngẫm thấy là thực ra thì chia tay cũng khổ nhỉ. Đúng là cứ ở chung thì ngứa mắt, nhưng mà bây giờ mà xa nhau cũng thấy nó hỡng hụt, trống vắng. Thế thì rồi người ta sẽ tìm cách người ta về với nhau, chứ không phải là đi về nhà ngoại ở những tuổi của mình bốn mấy này đâu nhá. Vâng. Cái thứ hai nữa là về nói chuyện thẳng đi. Thế tóm lại bây giờ ông muốn gì? Ông có muốn là giữ cái nhà này không? Tôi đến tuổi này rồi thì thật ra thì rồi mấy bữa nữa con nó lấy vợ lấy chồng, tôi cũng theo chúng nó, bế cháu nội cháu ngoại, tuổi tôi cũng thế nọ thế kia, mình cũng không phải bảo là tôi giải phóng cho ông để ông đi đến với nó, còn thì tôi đi với người khác. Mình cứ luôn luôn nhắc là mình thì thực sự rất là mong muốn là kết hôn một lần và duy trì cuộc sống hơn nữa. Còn anh trả lời giờ anh muốn thế nào? Nếu ông nói rằng là anh muốn nhà, anh muốn có em, muốn các con, nhưng mà anh muốn cả cô ấy nữa, thì mình biết rằng à thế vậy là cái cô kia thì nó chỉ là thị phần 20%, còn mình 70%, 80%, mình tìm cách dần dần để đẩy cô ra, mình lôi ông ta về, đúng không? Được. Thế trong thâm sâu mình muốn thế nào? Kệ hay là... Thâm sâu là thật sự là muốn quay về để gia đình đoàn tụ. Thế thì về đi, trước hết mình phải về đã nhé. Muốn níu kéo thì mình phải về đã. Mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, chồng đi đằng chồng, thì mình phải hâm lại không khí gia đình. Kệ ông không về thì thôi, tối mẹ con nấu xì sụp ăn với nhau, gà rán thơm lừng lên xong rồi làm lẩu, hai mẹ con ngồi ăn, ông về ông thèm, ông mới thấy không khí gia đình nó ấm áp chứ nhá. Về nhưng mà không biết là đối diện với cuộc sống như nào, thì nó tâm lạo suy nghĩ đó. Thế em sang bên nhà ngoại thì em không phải đối diện à? Nó ở vấn đề ở trong đầu mình chứ không phải là vấn đề ở mắt đâu mà đối không đối. Sang bên kia nghĩ con ước chứ. Lấy chồng từ lúc 19 bây giờ 40 tuổi, mấy chục năm đi làm dâu, nay lại về làm khổ bố mẹ. Bố mẹ không nói thương mình thôi chứ nhìn thấy cũng xót xa chứ. Ra cô gái 40 mấy tuổi đầu rồi, cuộc sống thế nọ thế kia nhá. Đối diện đi, chẳng có làm sao cả, đời còn dài, không có cơm thì chết, chứ còn thì chưa có ông thì chưa chết ngay được, khắc phục dần dần nhá. Nhưng mà phải quay lại gia đình để hâm nắm cái không khí gia đình đã. Vâng. Nhá. Rồi bạn nghe rõ rồi chứ, chào bạn nhá, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang. Vâng, xin chào. Dạ vâng, chào anh, tôi đang nghe anh nói đấy ạ. Vâng, tôi đến từ Lục Ngạn, Bắc Giang. Dạ vâng, quê hương vải thiều. Thì tôi năm nay là 61. Dạ. Nhưng mà cái sinh lý nó đang yếu quá. À thế ạ. Thế nên đang tư vấn xem là bây giờ là mình có thể đi khám ở đâu. Dạ vâng, anh năm nay 61 thì chị nhà là bao nhiêu ạ? Nhà 54. À thế à. Thế cái khái niệm yếu của anh là ra làm sao ạ? Kiểu nó sinh hoạt nó vào được một lúc ấy, nó lại xỉu ấy. À tức là nó không trọn vẹn được một cái cuộc quan hệ tình dục bình thường đúng không ạ? Đúng rồi. Cái hiện tượng này diễn ra lâu chưa ạ? Nó 7-8 tháng. À tức là khoảng năm nay từ khi bước vào tuổi 60 đúng không?
đúng không? Thế bà xã có than phiền gì không anh? Cũng thì tiền thì cũng phải chịu đi chứ làm thế nào được. Rồi, thế là một tuần thì cố gắng cho vào được mấy lần? Úi rồi, hai ba tuần. Hai ba tuần mới được một lần, mà một lần lại không trọn vẹn. Vào tí là xìu rồi đúng không? Rồi. Rồi, thế đã đi khám ở đâu hoặc là dùng cái thuốc gì chưa anh? Chưa. À thế ạ, rồi, rất là an toàn. Bởi vì nhiều loại thuốc quảng cáo nó không phù hợp, và thứ hai nữa là biết đâu nó phát tác dụng phụ mất. Đúng rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé, một người đàn ông ở tuổi 61. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Vâng, tôi có nghe câu chuyện của anh với cả anh Văn rồi ạ. Anh năm nay 61 tuổi, anh có đi khám sức khỏe bao giờ không anh? Anh có mắc một cái bệnh mãn tính gì không ạ? Dạ không. Dạ. Không, tức là... Tức là tiểu đường huyết áp mà tốt. Vâng, anh cũng có đi khám rồi phải không ạ? Vâng, đi khám cũng thường xuyên đấy. Vâng, tốt quá. Vâng. Chị nhà anh thì 54 tuổi, chị ấy đã tiền mãn kinh hay là mãn kinh chưa ạ? À rồi. Mãn kinh rồi ạ? Vâng. À thế ạ, vâng. Mãn kinh rồi thì chắc là cái nhu cầu nó cũng không còn được trước đây đúng không? Vâng. Thế cho nên là có khi anh như thế lại phù hợp với chị ấy, bởi vì là nếu như mà chị, ví dụ chị mà còn trẻ cơ, xong cái đời sống tình dục của chị còn cao, nhu cầu của chị còn cao thì cái đòi hỏi của chị nó nhiều thì mình mới có thể khó đáp ứng. Thế còn chị cũng đã xem cùng với anh, tức là chị đã mãn kinh rồi và anh cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn mãn dục rồi ạ. Vâng, có điều là anh không, phụ nữ thì người ta thể hiện rất là rõ, tức là người ta không còn kinh nguyệt nữa thì gọi là mãn kinh. Thế còn đối với nam giới thì nó không có cái gì để một cái, tức là nó không có một cái gì bằng chứng rõ ràng để thể hiện là mãn dục, nhưng mà khi mà đã bước vào tuổi của anh rồi ạ thì lúc này thì các cái nội tiết tố sinh dục nam nó cũng bắt đầu nó giảm dần rồi ạ. Nó không còn được như trước nữa, khiến cho các cái chất lượng của nó cũng giảm đi. Ví dụ như là sự cương cứng của dương vật nó cũng không còn được như cái lúc mà anh 30-40. Kể cả ham muốn tình dục nó cũng sẽ giảm đi, nó không thể hừng hực như là trước được. Vì cái đấy là do cái nội tiết tố của mình nó giảm đi cùng với sự lão hóa của cơ thể anh nhé. Thế cái thứ hai là có đi khám đâu được không? Dạ có ạ. Vâng. Bởi vì anh, tôi có hỏi là anh có mắc một cái bệnh mãn tính gì không, bởi vì nếu như ở rất nhiều người như tuổi của anh ạ, nếu có mắc các cái bệnh mãn tính mà thì nhiều bệnh mãn tính nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sự cương cứng của dương vật đấy. Thế và anh thì rất là may mắn là anh không có cái bệnh mãn tính gì. Thế còn anh ở Bắc Giang ấy thì anh rất là tiện, anh có thể lên Hà Nội được mà anh. Hà Nội có rất nhiều các cái bệnh viện về nam khoa ấy ạ. Và ở đấy người ta khám thì tôi cũng hy vọng là anh sẽ khám, người ta sẽ khám cho anh kỹ hơn một chút, đánh giá cái thực trạng của anh bây giờ nó như thế nào, để tìm xem nguyên nhân là do lão hóa của cơ thể hay là nó do một cái bệnh gì đó. Nếu mà nó do cái bệnh gì thì còn có thể cải thiện được, chứ còn nếu mà đã do tình trạng lão hóa của cơ thể thì mình vui vẻ bằng lòng với thực tế thôi anh ạ. Nhá. Vâng. Anh phải xác định là bây giờ anh 61 tuổi rồi, chứ không phải là 31 hay là 41, thậm chí anh cũng không thể bằng như lúc 51 được nhá. 61 rồi đến 71 nó cũng còn sẽ giảm đi, chứ nó không thể nào mà nó như mình mong muốn được đâu. Vì vậy mình chấp nhận nó, vui vẻ với nó. Và tôi vẫn nhớ là anh Đoàn cũng đã từng có nói một câu rất là hay, tức là kể cả sau này mình già đi, đời sống tình dục nó cũng sẽ giảm đi, nhưng mà lúc này mình sẽ sống vì nghĩa, vì tình rất là nhiều. Và cái đấy sẽ chăm sóc với nhau, đi cùng với nhau, thì tôi nghĩ là nó sẽ vui vẻ cho cuộc sống của mình anh ạ. Dạ vâng. Em hỏi chị là nếu mà bây giờ đi bệnh viện thì người ta làm những cái công tác gì? Lên bệnh viện thì trước tiên là người ta sẽ khám lâm sàng cho anh, khám cơ quan sinh dục cho anh, và đặc biệt là người ta sẽ kiểm tra những cái chuyên khoa sâu, ví dụ như là người ta kiểm tra nội tiết cho anh, người ta kiểm tra xem là tinh hoàn của mình có vấn đề gì không, dương vật của mình có vấn đề gì không, kiểm tra thêm các cái bệnh liên quan, ví dụ như là huyết áp, tiểu đường, rồi là những cái bệnh liên quan tới cung cấp máu hoặc liên quan tới vận mạch, là những cái mà yếu tố nó ảnh hưởng tới sự cương cứng của dương vật. Anh cứ yên tâm là cứ mình đi khám cũng được ạ. Theo tôi thì mình, anh có điều kiện thì anh đi khám để đánh giá cái thực trạng, rồi là xem nó có vấn đề gì không.
Đấy, thế còn nếu như không có vấn đề gì thì mình vui vẻ bằng lòng nhé. Ở cái tuổi này thì cũng khó anh nhỉ. Và không biết là chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn thì có cái chia sẻ gì không, khi anh cũng là một cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tình dục học của người cao tuổi. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng, thứ nhất là không phải chuyên gia hàng đầu gì đâu. Chào anh, góp thêm một cái ý kiến với anh thế này ạ. Sức khỏe tình dục nó nằm trong sức khỏe tổng thể, cho nên là sau 60 rồi mình cố gắng ăn uống luyện tập để mình giữ sức khỏe chung đã này, để mình không bị thừa cân lên, mình không bị tiểu đường, không bị mỡ máu, không bị gút, không bị những phải uống thuốc tây quá nhiều, thì đấy là cả cơ thể nó khỏe thì cái chỗ đó nó cũng sẽ khỏe theo, đúng không? Đấy là một. Thế nên cái hướng đầu tiên là sau 50 tuổi, sau 60 tuổi người ta cứ nghỉ hưu là nghĩ đến chuyện là ngồi bê má chơi đánh cờ cả ngày mà ít vận động cũng không tốt ạ. Chịu khó ăn uống luyện tập lao động phù hợp, nếu mà còn đi làm được thì đi làm, lao động tay chân thì càng tốt. Đấy, đấy là một. Việc thứ hai nữa là đừng có nghĩ là mình già mình cứ vui vẻ đi, hôm nào mà có giao ban với bà mà chẳng may nó tuột rồi thì mình làm lại, thế xong rồi thậm chí bí quá thì mình dùng chân dùng tay này, mẹ mày để thấy anh làm lại được không, cứ phải giao lưu một mét một tí. Thế rồi hai nữa là lôi kéo bà vào cuộc. Bây giờ là tớ yếu rồi chứ không như được trước nữa đâu. Cậu phải hỗ trợ tớ, cầm tay bà ấy, dí vào cái chỗ của mình, bà ấy kích thích cho mình, nó lại lên, mình lại làm tiếp được. Chứ phụ nữ mà vẫn giữ cái duy trì, ngày xưa ấy, anh em mình còn trẻ, bà ấy chỉ nằm đấy thôi, mình có hứng là mình làm được. Nhưng mà bây giờ thì cần phải ra tay, phụ nữ ra tay thì gạo say ra cám mà. Nhiều ông già 70 mà các chị mần cho rồi cũng, sau đấy cũng thành công. Cho nên là vai trò của người vợ quan trọng lắm. Bà người vợ vừa là cô y tá, vừa là cô điều dưỡng, vừa là bác sĩ của chồng đấy nhá anh nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn hai chuyên gia. Và hy vọng cuộc sống vợ chồng của anh sẽ khả dĩ hơn. Xin chào anh nhá. Dạ vâng. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Vâng, em nghe đây ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Ê, cái hôm đó em đã gọi thì là cái chuyện mà kiểu tâm lý, và là em có quen một cái cô bạn này cũng ở gần nhà. Dạ. Thì là cũng chỉ là đến ngồi chơi nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà kiểu có bà chị bà cũng mấy hàng xóm người ta cũng để ý. Rồi. Thì cứ bảo là hai đứa ngoại tình với nhau. À. Thì là hàng xóm thì không nói gì, nhưng mà chị gái biết, nhưng mà lại không nói gì, đi rủ luôn hàng xóm, đến mấy người hàng xóm đi tình em. Xong rồi cứ đổi ấn cho em là hai đứa ngoại tình với nhau. Rồi. Thế là bây giờ sự việc nó sẽ tiến triển đến đâu rồi? Có ảnh hưởng đến gia đình chưa? Có, bảo là đừng có nói chuyện gì mấy vợ cả chồng của hai bên. Nhưng mà một thời gian sau tự nhiên lại kể chuyện với vợ. Thế là tự nhiên về vợ mới làm loạn lên. Dạ. Vâng. Loạn được bao lâu rồi? Cũng được hơn tháng rồi. À thế à, thế sau loạn thì bây giờ còn loạn tiếp không? Thì bây giờ thì mình không có thì mình không nhận thì là thôi. Thôi đúng không? Bây giờ thì cuộc sống vợ chồng nó có ảnh hưởng nhiều không? Thế là vẫn gọi là bảo là từ bây giờ không được đi chơi linh tinh bên ngoài tối nữa. Thế hôm ý có cái gì thân thiết cái lắm không mà tại sao lại cả làng đồn ầm lên như thế? Dạ. Hành vi của hai người có cái gì thân thiết lắm không? Mà thì bọn em cũng chỉ gọi là ngồi chơi nói chuyện bình thường thôi mà. Thế à? Thế mà là bị đồn là ngoại tình. Vẫn gọi là hay ngồi chơi với nhau tất cả hội thôi. Thì mình cứ thỉnh thoảng đi về thì mình cứ ngồi nán lại một lúc. Thế à? Nhóm bạn học à? Hay là nhóm bạn cùng làng đồng trang lứa? Cùng làng thôi anh. À thế à? Chồng cô kia thì biết chưa? Chồng cô ấy thì về sau là bà chị bà nói với vợ em thì là vợ em cũng nên nói chuyện thì đúng lúc là có chồng cô ở nhà. Thế chồng cô ấy có nổi xung lên không? Nổi xung thì cũng không dám nổi xung với vợ, bởi vì trước ông này đi ngoại tình, đâm ra là không làm gì, không dám nói gì đến vợ nhiều. Rồi thì tóm lại là bây giờ sự việc ổn thỏa rồi đúng không? Thế bạn mong muốn điều gì? Đỡ rồi, nhưng mà em muốn là nè, anh tư vấn xem là như theo như bà chị xử sự như thế là có đúng hay không ạ?
Bà chị là chị họ hay chị ruột hay là chị gái ruột em luôn ạ? À, chị gái ruột mình. Tức là đi... không có ý kiến gì với em mà lại đi rủ hàng xóm, tức là nói dối hàng xóm là tưởng là chồng đi, nhưng mà biết thừa là em hay ngồi chơi nói chuyện rồi, nhưng mà nói dối với hàng xóm là nghi là chồng. Rồi, giờ thì sự việc cũng đã qua rồi, cách cư xử với người chị gái mình như thế nào là cái điều bạn đang băn khoăn đúng không? Vâng. Anh Đình Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị ấy còn cứ gặp cái cô ấy là cứ toàn rổ nước bọt xong vào mặt mới lại cứ kiểu nói đẻo người cái cô ấy. Rồi, mời anh Đình Đoàn ạ. Vâng, rồi xin xin chào bạn. Vâng, em chào anh. Trước hết thì tai bay vạ gió cũng đã qua rồi. Vâng. Báo tố cũng xong rồi, bây giờ mình cũng phải chờ có thời gian để nó bình yên. Có vài điều mà đúng là cần phải chia sẻ chung, không chỉ với anh mà chia sẻ với tất cả các bạn khán thính giả nghe đài, rằng người Việt Nam chúng ta cũng có một cái thói quen rất hay quan tâm đến chuyện của người khác. Đúng là trong nhà chưa tỏ đầu ngõ đã hay. Không chịu khó mà làm mà ăn mà lo kinh tế mà hỗ trợ cho con cái nó khấm khá lên, kèm con nó học, kéo nhau đi một đoàn rình rập ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, thằng này có cặp bồ với con kia không tin mày đi theo đấy, tao thì vừa mấy hôm vừa rồi thì lại hai vợ chồng em nên định hỏi nghe kiểu có công việc ấy, định nên hỏi xem là anh em cô bạn như nào ấy. Thế là hai chị em này thì thà thì thụt nói chuyện với nhau, thì em bảo là chứ nói xấu gì tôi hay là chửi tôi đấy, thì là bảo là chứ mấy hôm sau thì em gặng thì em thì là vợ em mới bảo là không nói xấu ai cả, đấy là đang nói chuyện với cái người kia kìa. Đấy, rảnh rỗi là ngồi là mày vào đây tao bảo này, cái thằng ấy nó ở đầu làng. Không chịu làm ăn thì cứ toàn đi rình rập người ta, cái chuyện ngoại tình của người ta làm cái gì. Đấy, cho nên ở trên nó có một cái câu nhắc chung thế này, ở trên đời có ba loại việc. Việc của ông trời, việc của người khác và việc của chính mình. Chúng ta nên tập trung làm việc của mình, kệ việc của người khác và đừng lo việc của ông trời. Tuy nhiên thì con người của chúng ta cứ khổ đau là vì gì ạ? Cứ lo lắng việc của ông trời, chúi mũi vào việc của người khác, xong bỏ quên cái việc mà quan trọng nhất là của mình. Mình làm sao giữ gìn sức khỏe, giữ là chuyện trong nhà trong ấm ngày êm, còn thừa thời gian đi kiếm tiền để mà hỗ trợ vợ con chồng con cho kinh tế gia đình khá giả, còn thời gian nữa thì chơi với con kèm con học, thăm hỏi những cụ phụ lão chia vui chia buồn trong cuộc sống thôi. Thế còn thì ngồi đấy để mà ai hình như có tình cảm với ai, ai hình như ngủ với ai rồi vân vân các thứ thì có lẽ cũng nên hạn chế, rút kinh nghiệm. Hãy sống khôn ngoan một chút nha. Đấy là một nhắc nhở chung. Việc thứ hai nhắc anh và nhắc tất cả mọi người, đó là cây ngay không sợ chết đứng. Trong trường hợp của anh thì đúng, nếu mà anh mà là cây ngay cho nên họ không có quả tang, họ không bắt được cái dấu hiệu gì thì họ có làm loạn nhưng cuối cùng không làm gì được anh, đúng thì không? Đấy, em cũng vẫn bảo là khi bây giờ ví dụ như có thật thì cũng có bắt được quả tang đâu, mà trong khi đó lại không có gì mà thì đi rủ nhau đi rình rập như thế. Mà đáng nhẽ là chị thì đáng nhẽ là nếu như mà biết thì cũng phải là khuyên em trước, xong mà nếu em nó không nghe thì đi nói với vợ nó chứ cũng đừng đi rủ người ngoài dình hiểu ý. Rồi rồi, thế thì chỉ có hai việc mà cần nói chuyện với mọi người và đặc biệt là với anh. Một là nhắc mọi người là không nên xía mũi ở việc của người khác. Hai là mình cứ sống đàng hoàng thì cây ngay không sợ chết đứng. Những chuyện tai bay vạ gió ở đời không tránh khỏi được vì nó nằm ngoài cái mong đợi của mình, đúng không ạ? Ai cũng có thể có lúc mà bị vu oan giáo họa, cái chuyện từ trên trời nó rơi xuống. Nhưng bởi mà vì em biết là chị gắng. Này là cứ hay kiểu đi để ý chuyện thiên hạ, cứ đi ra ngoài làm thế, cứ ngồi bắt đầu là soi kể chuyện hết người này người khác, đi với người nọ người kia. Cũng này, trước là chưa xảy ra này này em cũng hay nói rồi. Thế nhưng mà đúng là... cuối cùng lại hóa ra chính là mình lại bị chị gái mình lại đi rủ hàng xóm đi dình mình. Chị ấy cũng là những đối tượng khổ bởi vì cuộc sống nó nhạt quá, không có cái gì để mà nói cho nó tử tế thì phải đi lấy. Thì trong khi đó thì ông chồng ngày trước cũng lại đi gái gú thì em mới lại nói cho, thì bây giờ mới lại cứ em nói thì lại cứ bảo là chuyện của mình không no đi đã, xong rồi cứ nuôi cả chuyện cũ người khác ra làm gì. Có vẻ như là cái chương trình là của chúng tôi là cái nơi mà bạn đang xả stress thì phải, và bạn còn nói chuyện nhiều hơn với chuyên gia. Thế nhưng mà qua câu chuyện này của bạn thì chúng ta lúc rút ra được một điều rằng là cuộc sống luôn luôn đa dạng màu sắc như vậy, đâm ra là chúng ta phải lường trước tất cả những cái khó khăn để chúng ta có thể vượt qua. Xin chào bạn nhé, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ, em nghe rồi ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ vâng, em sinh hoạt với, câu hỏi của em là sinh hoạt với vợ là một tuần là hai lần, nhưng mà có một lần là em không xuất tinh thì em hỏi là có ảnh hưởng sức khỏe không? Vì em cảm nhận là nếu mà xuất tinh cả hai lần thì nó không đáp ứng, không khỏe đấy. À, thì, tức là tôi... Thì nếu mà chính xác là một tuần chỉ có quan hệ xuất tinh một lần và một lần là không xuất tinh ạ. Tức là cái không xuất tinh của bạn là bạn chủ động đúng không? Chứ không vâng phải là không thể xuất tinh được đúng không? Và vâng, bạn vâng nghĩ ạ rằng là cái việc xuất tinh liên tục như thế nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nên mà thôi cái lần thứ hai là để dành không cho ra nữa đúng không? Vâng, ví dụ như là tuần này xuất tinh, ở giữa tuần là không thì lại phải tuần sau thì mới xuất tinh. Thế không, trong người không cảm thấy khó chịu à? Đến gần đỉnh điểm rồi mà lại dừng lại, thế không thấy cơ thể, không thấy bức bối khó chịu à? Hay em nghe chương trình 30 năm nay rồi, nhưng mà cái câu hỏi của em nó chả trùng với ai thì em mới phải hỏi. Thế mà trong khi đó thì tức là mình yếu thì dùng mưu, nghĩa là làm cho chị em là chỉ có khoảng 7-10 phút là chị em lên đỉnh thì mình kìm được, và mình cũng không vì nếu mà xuất tinh như thế thì tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà nó lại ảnh hưởng sức khỏe. Rồi thế là cũng gọi là siêu đấy, khi mà đến vâng cái đoạn ý là dừng lại và thôi kết thúc đúng không? Vâng, tức là kết thúc mà mình không mong muốn, nhưng mà giúp cho vợ mình thì là đã đạt được cái khoái cảm rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng mà cái hành vi mà đột ngột dừng như thế thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nhá. Dạ dạ vâng ạ. Vâng, tôi chào bạn. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Đúng là mình như anh Văn nói là mình cũng siêu đấy. Bởi vì là khi mà mình đã đến cái lúc cao trào nhất ý, thì mình lại rút vắt nó ra, đúng không? Xong mình kìm lại và mình không xuất tinh. Thực ra em việc... Cắt... Vâng. Thực ra việc... lời bác sĩ một chút là vợ chồng em cũng phải qua viện bà mẹ trẻ em thì mới sinh cháu được, nên là vất vả và có những cái ấy lắm. Thì bây giờ vì con, vì cái, vì sức khỏe toàn tổng thể, chứ chỉ vì cái vui của mình mà lại ấy như thế thì lại không đảm bảo được cuộc sống gia đình. À, tức là mình cũng hỗ trợ sinh sản. Hỗ trợ sinh sản thì mình mới có em bé đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế và bây giờ thì mình lại lo là nếu mà mình quan hệ nhiều như thế rồi mình sẽ không đủ sức khỏe để mình nuôi con. Mình rất là lo, sợ cái điều đấy đúng không? Vâng. Vợ bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em sinh năm 83. À, thế là năm nay... Em sinh năm 72. Vâng, đấy, thì hai bạn cách nhau 9 tuổi. Nói chung là vợ cũng thuận như thế à? Thì vợ vẫn làm cho vợ lên đỉnh được ạ. Thế à? Vâng. Thực ra thì mình quan hệ tình dục là xuất tinh hay là không xuất tinh thì gần như mình cũng phải tiêu hao cái năng lượng gần như nhau. Bởi vâng vì là khi mà mình xuất tinh nó chỉ là giai đoạn cuối thôi. Để mà vâng khi mình quan hệ tình dục mà lên tới đạt được cực khoái thì mình sẽ xuất, tự gọi là xuất tinh, tức là xuất các cái dịch sinh dục và tinh trùng ra, đúng không ạ? Thế còn khi vâng mà bạn tham gia cái lần quan hệ tình dục lần 2 thì bạn, cơ thể của bạn nó cũng phải tham gia các cái hoạt động như vậy. Nó cũng phải tiêu hao năng lượng, nó cũng rồi hô hấp, rồi tiêu hóa, rồi sinh dục, vân vân, nó cũng phải hoạt động. Chỉ có khác là mình không xuất cái dịch đấy ra thôi. Vâng. Chứ còn nó cũng phải tiêu hao năng lượng như thế. Vì thế mà theo tôi thế này này, cứ để thuận theo tự nhiên, mình làm được cái gì thì mình làm, chỉ có điều mình không quá đà thôi. Mà không quá đà ở đây ấy thì là không quá đà bởi số lần quan hệ tình dục nhá. Vâng, còn vâng khi đã quan hệ tình dục mà mình vẫn cảm thấy thoải mái, vẫn ok thì không có vấn đề gì, tùy bạn chọn, nó không có làm sao vâng cả. Chỉ có điều nếu vâng như mình kìm hãm nó lâu á, kìm hãm nó nhiều ấy, thì đôi khi nó có thể nó cũng hơi ngược một chút, tức là lúc đấy nó làm cho cơ thể mình rơi vào trạng thái rất là đột ngột, cái tất cả mọi thứ khác nó bị giảm xuống rất là đột ngột. Cái thứ hai nữa là nếu lâu mình không xuất tinh thì có thể nó cũng gây ngược một chút, có thể nó xuất tinh ngược, hoặc là nó bởi vì mình bị kiềm chế, nó tích tụ lại ở trong cơ quan sinh dục của mình mà.
nhá. Vâng. Mình tìm cái gì đấy nó phù hợp với đời sống của hai vợ chồng. Bên cạnh đấy mình phải 51 tuổi mình có thể nhiều các cái hoạt động khác để nâng cao sức khỏe chung của mình lên, giảm cơ hội mắc các cái bệnh mãn tính hoặc là những cái bệnh liên quan tới chuyển hóa, hay nói cách khác là do lối sống của mình. Thì khi bạn có sức khỏe tốt thì bạn hạnh phúc gia đình, cũng như là mình có điều kiện mình chăm con, không có vấn đề gì phải lo cả. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gọi đến chia sẻ với chương trình chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Qua câu chuyện vừa rồi của khán giả gọi đến từ Hà Nội thì hình như là chương trình của chúng ta đã từng tiếp nhận những câu hỏi tương tự như thế này đúng không anh Đinh Đoàn? Mà cái lúc đó là cái từ mà khán giả đó dùng là gọi là bế tinh. Thế đây có phải hiện tượng hành vi này không ạ? Tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều sách vở. Vâng. Người ta đã viết về nghệ thuật phòng the. Dạ. Và trong đó một trong những kỹ thuật để mà nâng cao tay nghề, vâng, cho đàn ông trong lĩnh vực phòng the đó là bế tinh. Vâng. Tức là chủ động kìm hãm không xuất tinh. Vâng. Có những người muốn rằng là một đêm giao ban hai lần thì lúc 12 giờ đêm quan hệ với nhau, mục đích là làm cho bà ấy ngất ngây, đã đạt được khoái cảm, nhưng mình thì giữ. Vâng. Thế và gần 3 giờ sáng thì ông ấy tỉnh dậy, ông ấy làm nốt cái đoạn của ông ấy, thì nghĩa là tính được hai lần, nhưng thật ra thì xuất tinh một lần. Vâng. Có lẽ về mặt khoa học thì bác sĩ Hải thì đã chia sẻ rồi. Dạ. Nhưng mà về mặt nghệ thuật, đôi khi kỹ năng, kỹ xảo, vâng, đích thì tôi cho rằng đây là không phải bản năng nữa, mà nó đã trở thành kỹ năng, kỹ xảo rồi đấy. Vâng. Và tùy mọi người tham khảo. Với đi đối tượng còn trẻ, cái lượng tinh trùng nó sản xuất rất là nhanh, rất là mạnh, mà có quan hệ tần suất quan hệ tình dục nhiều, mà mình cứ bế thì có thể nó để gây lại những cái ức chế. Vâng. Nhưng mà đây tuổi ngoài 50 rồi, nó cũng nhì nhằng thôi mà. Vâng. Cho nên có bế tinh một lần rồi lần sau mới xuất thì tôi nghĩ rằng là cũng được, không được sao cả. Vâng. Dạ, đó là cách tiết kiệm mà. Dạ. Cảm ơn các chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Nghệ An. À, đây đó. Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ. Tôi năm nay 55 tuổi. Dạ. Thì có việc gia đình là muốn trình bày với Cửa sổ tình yêu là tôi làm ngành nhà nước nghề y được 32 năm rồi. Dạ. Thì lâu giờ lớn thì nó là con nó ở trong kia nó cầm lương á. Yeah. Thì vừa rồi tôi làm thủ tục để chuyển lương về, tôi nhận thì vợ tôi lại bảo nó nếu mà chuyển lương về thì làm đơn ly dị chúng được là ở với nhau. Yeah. Thì giờ xem hỏi Cửa sổ tình yêu là cháu một kìa giải trình là thì hướng thế nào ạ. Rồi thế là lương anh được bao nhiêu triệu một tháng? Được gần 9 triệu. Thế sao người 55 tuổi mà đã về hưu sớm thế? Chưa về hưu. Nó còn đi làm. Đang đi làm. Thế lương là lương gì? Lương hơn 9 triệu là lương gì? Ngành y tế ạ. Ngành y làm 32 năm ngành y tế rồi. Thế trước là lương nó chuyển đi đâu? Chuyển cho con nó cầm 2-3 năm rồi. 3 năm rồi. Rồi. Thế giờ thì tức là thế, anh sống bằng cái gì? Thế hàng ngày, hàng tháng ấy? Đi làm thì nó là... vừa thì vợ đưa cho ít tiền để xăng xe về nữa, chứ có vừa không có tiền, nhiều khi sống phụ thuộc quá rồi nó là muốn chuyển lương về để mình cầm là chi tiêu trong cái chủ động á. Tóm lại anh hàng ngày, hàng tháng anh đi làm nhưng anh không được cầm cái đồng tiền lương của mình. Mà lại là con của anh đang cầm, con của anh ở xa hai bố mẹ à? Ở trong Đồng Nai cơ. Thế tại sao lại phải con là người cầm? Vì nó là mình cầm lương thì mình chi tiêu quá đa rồi nó cầm, nó quản lý lương á. Ồ, chứ không phải vợ quản lý ngay tại chỗ đầu gối tay ấp mà quản lý, mà lại phải giao cho tận Đồng Nai quản lý. May mà nó ở Đồng Nai chứ lại ở tận bên Đức thì thôi rồi. Vợ không cầm mà giao cho con cầm. Rồi, thế hai vợ chồng bây giờ hàng tháng sống như thế nào? Hàng tháng thì vợ thì đi làm, nó là cùng kiếm vợ chi tiêu thì đó là cần tiền gì thì con nó mới gửi về. Rồi, thì anh cũng không cần phải chi tiêu bất cứ một cái khoản gì cả đúng không? Mình muốn chủ động trong tài chính của mình ấy. Khổ thế đó chứ.
Thế anh trình bày với... Đòi, nếu mà chuyển lương về thì đòi viết đơn lý dị. Qua để lý dị nơi ở thì làm thế nào làm mình sống... nó xuôi ngược nó là anh tối nay anh thử hỏi chị xem là bây giờ lý do bà viết đơn ly dị với tôi là gì, là đòi cầm lương của mình à? Vì vừa rồi là mọi năm với tôi nói thật là anh tôi hay đâm về về chơi đó là ở trên mạng đấy rồi tiền nó có thấm hụt, sau đó là cứ vay mượn để trả nên là bây giờ là cũng có sai lầm rồi được. Đúng không? Thế cái đợt thấm hụt đấy là nhiều không, mấy trăm triệu? 100 triệu. À thế à, chơi gì mà ghê thế? Chơi game. À chơi game. Trời ơi, ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn đam mê game đấy à? Cái đấy vài năm cơ. Ôi trời, khổ thế là chứ. Đâm ra đây cũng có thể gọi là cái lý do mà vợ không tin mình trong việc quản lý chi tiêu đúng không? Và bây giờ thôi, mỗi tháng 8-10 triệu thì là trong một năm là phải hết 100 triệu rồi đúng không? Là phải trả cho bố đúng không? Để bố chi tiêu. Còn nếu không thì để mẹ giữ, rồi mẹ cho bố hàng ngày chứ ai lại để con gái ở xa thế. Không, cũng bảo là chương trình là con thì hai nó có dấu có rẻ rồi, con gái lấy chồng, con trai lấy vợ, con cháu nội được hơn 4 tuổi rồi, và con cái nó nghề nghiệp nó ổn định rồi. Rồi. Công an được ngân hàng rồi. Rồi, tôi hiểu rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Đinh Đoàn. Ban đầu thì tôi hơi nghĩ xấu về bà xã, về các con của anh. Tôi nghĩ là cái đám này nó tham tiền, nó bắt anh đi làm rồi nó bóp nặn hết tiền của anh, nó đầy ải anh. Nhưng càng về sau thì tôi thấy họ làm đúng, bởi vì anh có tiền án tiền sự về chuyện là chi tiêu, là lô đề cờ bạc. Và họ ấy bây giờ thực ra con gái anh ở trong Đồng Nai cầm tiền của bố là theo sự chỉ đạo của mẹ. Bây giờ tao bắt ông ấy là có gì lương là sẽ chuyển thẳng vào tài khoản, con cầm con giữ, mẹ cầm thế nào ông cũng hay mè nhau, ông đòi ông ấy hàng ngày ông thế nọ kia, còn con cầm thì ông không dám đòi. Thế và đấy là cái cách để quản tiền cho anh, 55 tuổi đầu rồi còn ham hố gì cái lô đề cờ bạc nữa. Mình cũng làm đến 5-7 năm nữa nghỉ hưu, lúc đấy mình cũng có một vài trăm để gửi tiết kiệm, thế xong rồi lấy cái lãi cái nước ra hỗ trợ vào với cái lương hưu sau này nó sẽ thấp lắm. Bây giờ mình đi làm cán bộ mình còn 9 triệu chứ lương hưu là 5 triệu thôi, 5 triệu thì sống làm sao. Thế thì con nó giữ cho từ giờ đến lúc nghỉ hưu, bây giờ mỗi tháng 9 triệu chuyển vào cho nó, một năm là hơn 100, 5 năm là hơn 500 triệu. Trời ơi, mình đi gửi tiết kiệm với cái lãi suất ấy, thế là cuộc sống hai sau này hai ông bà dễ chịu hơn lên. Tôi tin rằng là người ta đang lo cho anh, và cũng nên thế đi, chắc là mình cũng chẳng đói đúng không? Hai ông bà hiện nay đang sống bằng cái lương của chị ấy thôi. Thế còn có cái gì mà tiêu nó quá lớn thì mẹ nó nói với các con là chuyển tiền về đúng không? Tôi nghĩ anh nên ngoan, nghe vợ nghe con, mình sẽ khá. Thật ra đàn ông nhiều lúc mình sai lầm ấy mà. Không có vợ nào ác, không có con nào ác với mình đâu. Họ đang quản tiền hộ mình, họ lo cho mình về tương lai đấy nhá. Đàn ông muốn tử tế nên người cứ nghe vợ nghe con sống được hết, không đói đâu nhá anh nhá. Không, báo cáo thì chắc tự nhiên là nói chung khi nào mình cần tiền chi tiêu thì vợ nó là con, thế nó chuyển vận tiền chuyển khoản với chuyển khoản đồ khác. Nói mẹ không có tiền thì đến chỗ đấy mà lấy về. Đúng rồi. Lấy về thì đi làm nó là vợ vẫn đem tiền chứ không ạ. Nó là đôi khi mình không phụ thuộc quá cũng đỡ bực. Thế để cho anh tự do, trước đây anh có quản được đâu, anh lại lô mất thôi. Hiện nay là mình hơi khó chịu một chút nhưng được cái an toàn, có người giữ tiền hộ mình, sau này mình có thứ để mà mình chi dùng về sau. Rất là tốt mà. Cho nên người ta mới cần người vợ là như thế, vợ là tay hòm chìa khóa cơ mà. Mà đây là không dám quản, còn gửi hẳn con nó quản từ xa như thế. Tôi nghĩ là mẹ con bà này được đấy ạ. Dạ vâng. Thanh nhắc vui vẻ đi. Mình và không phải như anh Đinh Đoàn chia sẻ vợ là tay hòm chìa khóa đâu. Mà có khi là vợ là còn là cái nóc nhà nữa cơ. Đập tôn trọng nóc nhà của nhà mình nhá anh nhá. Chào anh. Dạ, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Quảng Ninh. Quảng Ninh đâu ạ? Đây rồi, tôi nghe rồi. Tôi đang nghe đây ạ.
Tôi xin chào, tôi xin hỏi về cái chuyện mà chăn gối của tôi ấy. Dạ. Dạo này vợ chồng tôi sinh hoạt là ví dụ như là chuyện vợ tôi nó mát kêu. Rồi. Mỗi lần bây giờ không phải dùng biện pháp gì cả. Rồi. Nhưng mỗi lần tôi ý là xong cuộc cái xuất tinh vào trong đây. Rồi. Thì vợ tôi nó kêu sốt và kêu buốt, không biết là tôi có triệu chứng bệnh gì. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? 52. Thế à, 52 thế là bà xã bao nhiêu tuổi? Bà xã không thế. Bà xã là sạch sẽ rồi đúng không? Vâng. Sau khi sạch sẽ thì đã đi khám tổng thể ở đâu bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà nghe vẫn không có cái vấn đề gì về viêm nhiễm cả. Ừ, rồi. Thế nhưng mà mỗi lần anh quan hệ xuất tinh vào thì chị kêu sót đúng không? Rát. Vâng, không cứ biết là kêu sót mà cứ mỗi lần nó buốt bảo là ý là như thế, xuất ra cái là biết ngay, buốt ngay. Không biết là tôi có triệu chứng bệnh gì. Thì nó đang khô rong như thế, tự nhiên nước lại ào ạt thì làm gì mà cháu nó phải đột ngột, nó biết ngay sao nữa, đúng không? Khô, khô không phải là khô, cũng dùng rất nhiều biện pháp uống thuốc của chức năng phụ nữ, nhưng nói chung là cũng không phải là khô. À, không khô lắm, nhưng mà lúc đột ngột đến nhiều nước hơn cái chỗ bình thường thì là... Thế nhưng mà khiến chị kêu là buốt và rát đúng không? Xót, xót và buốt đấy. À. Xuất cái là biết kiểu như là chỗ đau mình nước muối ấy. Rồi, thế thì có khi là xước xác thì nó mới buốt thế, xót thế chứ. Cứ bảo không khô nhưng mà có khi đấy là biểu hiện của sự khô khan quá đấy nhá. Yeah. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải, tôi thì tôi không phải bác sĩ, tôi chém mưa thôi. Thế nhưng mà về cụ thể thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chia sẻ với anh nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, vâng. Hai vợ chồng mà bằng tuổi nhau ấy thì ngoài 50 rồi thì cái mà chị lại mãn kinh rồi nữa, cho nên là cái phần nào nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Đấy. Vâng, vâng. Trong khi có thể anh vẫn còn khỏe, nhu cầu của anh còn cao. Nó tất nhiên nó không cao như là lúc 30-40 nhưng mà nó sẽ còn cao hơn chị. Chính vì thế là bây giờ là cái giai đoạn mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Cái thứ hai nữa là anh có nói là chị cũng rất là chịu khó sử dụng các cái thực phẩm chức năng, các cái sản phẩm để hỗ trợ đúng không? Vâng, vâng. Chứ không phải là thuốc. Vâng. Những cái thực phẩm chức năng đấy thì nó cũng chỉ hỗ trợ thêm cho phụ nữ thôi ạ. Cho nên là phần nào thì điện nó vẫn còn. Đấy. Nước nó cũng có thể còn phập phù một chút. Cho nên chị vẫn còn cái ham muốn có nhu cầu quan hệ tình dục. Và chị vẫn có thể hát cùng với anh. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng không thể chủ quan được, bởi vì là lúc này ấy, khi mà người phụ nữ người ta mãn kinh ấy, thì cái lúc này cái nội tiết tố sinh dục nữ nó đang giảm dần cho tới nó hết. Và chính cái sự giảm cái estrogen đấy nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái cơ thể của người ta nói chung, và đặc biệt là cơ quan sinh dục. Cái niêm mạc của cái cổ tử cung và của các cái cơ quan sinh dục nói chung bắt đầu nó teo đi anh ạ. Vâng, vâng. Và nó sẽ không đủ các cái dịch sinh dục làm cho nó bị khô, nó bị rát. Và khi mà anh thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục, nếu như mình đôi khi mình có thể thô bạo hoặc là có những cái tư thế nó không phù hợp hoặc hành vi nó không phù hợp, chị có thể không cảm thấy ảnh hưởng gì, nhưng mà cái việc teo cái niêm mạc cơ quan sinh dục nó làm cho tổn thương cơ quan sinh dục cổ tử cung, vâng, âm đạo cổ tử cung nó. Và cái mà sót ấy ạ, anh Văn anh nói rất là đúng, chỉ khi nó có những cái vết xây sát hoặc những cái vết tổn thương, cho dù chỉ là những cái vết xước thôi ạ, vì niêm mạc nó rất là mỏng cho nên nó xước nhẹ thôi nó cũng có thể gây sót rồi, chứ còn nếu như mà nó nặng hơn nó có thể gây chảy máu hoặc thậm chí có những cái trường hợp gây rách hoặc là gây tổn thương. Vì thế theo tôi thì thế này vẫn phải đi khám anh ạ. Nhá. Ở tuổi 52 rồi, kể cả không có vấn đề gì, không có viêm nhiễm gì, không có làm sao, thì ít nhất một năm vẫn phải đi tầm soát một lần để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, là hai cái loại ung thư mà hay gặp nhiều ở những cái người mà đã mãn kinh anh nhá. Và khi đi kiểm tra như thế, người ta sẽ kiểm tra cho anh, cho chị ý. Tốt. Trong lúc này thì có thể có một cái giải pháp hỗ trợ là anh có thể dùng bao cao su ạ. Vâng, thế là chỉ có dùng bao hoặc là sắp tinh trùng ngoài thôi. Nhưng mà vâng, nếu tôi hỏi là không biết tôi như thế thì trở nên tinh trùng có vấn đề gì không? Anh đang lo là không biết của anh có vấn đề gì không mà nó gây sót đúng không?
Đấy, thì nó cũng có thể có hai phần, một phần nhưng phần nhiều là do cơ quan sinh dục của người phụ nữ. Thường là nó không đủ dịch nhầy, nó bị teo cho nên nó gây ra tổn thương như vậy nhá. Tốt nhất là theo tôi thì anh nên dùng bao cao su ạ. Bao cao su thì nó sẽ cung cấp thêm cái dịch nhầy cho chị ấy. Và thứ hai là nó sẽ làm cho nó đỡ tổn thương thì nó sẽ đỡ đau hơn. Vâng. Dạ vâng, anh đã nghe rõ rồi chứ. Còn tôi thì tôi không nghĩ nhiều là do cái tinh dịch của anh. Bởi vì nếu mà tinh dịch của anh mà tới mức độ gây sót như thế thì thường là nó sẽ kèm theo những cái biểu hiện lâm sàng khác của về phía anh ạ. Rồi. Nếu anh bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục hoặc có vấn đề gì thì nó sẽ kèm thêm các cái triệu chứng khác. Chứ ít khi nó chỉ biểu hiện thẳng ở tinh dịch như vậy. Rồi. Tôi thì không thấy có gì cả, vấn đề gì nữa ngay hoặc là nó sưng đau gì cả. Vâng. Vẫn bình thường. Vâng, anh đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, vâng. Vâng, hy vọng là cái cuộc sống vợ chồng của gia đình nhà ta sẽ khả dĩ hơn nhá. Khắc phục những cái nhược điểm mà bà ấy đang đến cái tuổi mãn kinh như vậy. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng là chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ra đời từ năm 1999. Cứ bảo là Cửa Sổ Tình Yêu là không có tuổi, trẻ mãi, lúc nào cũng anh Đoàn, lúc nào cũng chị Hải, lúc nào cũng Thành Văn. Thế nhưng mà càng ngày tôi thấy là Cửa Sổ Tình Yêu càng có tuổi, mà có tuổi ở mức độ là cao. Bởi vì cái số lượng khán thính giả gọi đến chương trình của chúng ta càng ngày càng là những người lớn tuổi. Và cái nhu cầu hỏi đáp về cái chuyện quan hệ tình dục ở người lớn tuổi nó thực sự là nhu cầu lớn. Trước hết thì Cửa Sổ Tình Yêu chúng ta cảm thấy tự hào. Vâng. Vì chúng ta khi mà nó ra đời nhằm mục đích là cung cấp kiến thức về tình yêu, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ thôi. Dạ vâng. Tức là với các bạn mới lớn. Vâng. Nhưng mà chúng ta bây giờ uy tín mức độ mà kể cả các bác lớn tuổi cũng phải tìm đến, thậm chí cãi nhau, thậm chí đi viện ở tỉnh rồi vẫn không tin, cũng vẫn phải gọi điện để hỏi bác sĩ Hải ở Trung ương. Vâng. Thế thì mình thấy rằng là chiếm được cái niềm tin của mọi người. Với một điều thứ hai nó rất là tự nhiên, đó là với cái sự phát triển của công nghệ 4.0, các bạn trẻ hiện nay có nhiều kênh tiếp xúc với lại kiến thức. Vâng. YouTube, TikTok rồi mạng xã hội các bạn ấy nhanh nhoáy, cho nên là cái việc tự tìm kiếm trang bị kiến thức cho mình ấy nó cũng dễ. Dạ, vâng. Thế còn các bác lớn tuổi 50 trở lên, chân đã bắt đầu yếu, mắt đã mờ, dùng điện thoại đôi khi cũng điện thoại cục gạch. Dạ. Nếu có điện thoại thông minh để có thể vào mạng được thì cũng dò dẫm rồi mắt cũng kém, dương mục kịch lên để mà đọc. Dạ. Câu trả lời ở những trang nọ trang kia khó lắm. Dạ vâng. Cho nên không gì bằng cái việc là cứ nói chuyện trực tiếp thế này. Vâng. Thôi, mắt thấy tai nghe, người thật, việc thật. Thế cho nên là nhà đài cũng như là chúng ta vẫn còn có ích cho xã hội. Dạ vâng. Rõ ràng là không thể phủ nhận được vai trò của công nghệ 4.0. Khi mà chúng ta search một cái vấn đề gì đó thì không phải không mấy giây sau thì đã hàng triệu kết quả, đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà để có cái sự tương tác như chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta thì không phải là cái sự sớt nào cũng có. Vâng. Chính vì thế mà chúng tôi cũng thấy rất là vui khi mà vẫn tiếp tục được tham gia chương trình của mình. Dạ. Thôi thì đối tượng khán giả nào cũng được, miễn là các cái vấn đề phát sinh trong về sức khỏe rồi phát sinh trong cuộc sống mà người ta vẫn tìm đến mình, vẫn tin cậy mình và vẫn chia sẻ được với mình. Dạ. Và chúng tôi cũng thấy rằng là qua các cái cuộc chuyện trò chúng ta vẫn có tính giáo dục. Dạ. Chúng ta vẫn có thể chia sẻ được những kinh nghiệm cũng như là cũng có những lời cảnh tỉnh răn đe đối với những cái trường hợp mà thậm chí có rất nhiều những cái trường hợp bây giờ coi như cảm thấy rất là bình thường. Dạ, nhưng vâng. Mình vẫn có những cái tuyên truyền giáo dục thì tôi cho rằng chúng ta vẫn bám được vào cái mục đích, cái yêu cầu của chương trình. Vâng, thế còn hy vọng là các bạn trẻ cũng sẽ nghe nhiều hơn, hoặc là bản thân những cái người có uy tín trong gia đình, lớn tuổi trong gia đình mà thấy chương trình của mình thực sự là tốt thì người ta cũng có thể nói chuyện với con, với cháu của người ta cũng được. Dạ vâng, việc tìm kiếm thông tin về những cái băn khoăn thắc mắc của mình trên mạng không phải là khó khăn lắm, đúng không anh Linh Đoàn? Nhưng mà để cho một cái câu trả lời chuẩn xác và uy tín thì không phải là trang nào cũng có.
Thật ra thì cũng lại may một điều nữa là trước đây thì Cửa Sổ Tình Yêu chỉ phát duy nhất trên VOV2 thôi. Dạ. Và lại phải đúng vào 10 giờ sáng Chủ Nhật mới nghe. Nếu lỡ thì rồi phải chờ đến khuya. Và thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không có. Vâng. Bây giờ thì các bạn trẻ hoặc là những người không có điều kiện nghe trực tiếp ở trên đài. Vâng. Thì có thể tìm kiếm ở trên các cái kênh, các cái mạng xã hội khác nhau với cái chữ là Cửa Sổ Tình Yêu. Dạ vâng. Thì cũng lại gặp lại chúng tôi, chỗ này thì phiên bản có hình, chỗ kia thì phiên bản không có hình, được đăng tải lại ở các cái đấy cũng là một cách mà giúp cho cái tiếng nói của chúng ta được tiếp cận với lại nhiều khán thính giả hơn. Rất là mừng với cái điều đó. Dạ vâng. Rất là cảm ơn chuyên gia Tấm Lộc Linh Toàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tham gia vào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.